Tất cả chúng ta làm việc gì chúng ta làm được là nhờ ở cái sức mạnh của tinh tấn. Nếu chúng ta không có tinh tấn, tinh tấn là gì? Là sự siêng năng cần mẫn. Và không có người nào trong cuộc đời này mà họ thành tựu vẻ vang, hay là nói tóm là họ thành tựu một cái gì trong cuộc đời họ mà do làm biếng mà ra hết. Người nào cũng phải do siêng năng mà thành tựu. Cho nên thất bại á, nó cũng không phải là cái xấu. Cái quan trọng là mình đã đối diện với sự thất bại này và xử lý sự thất bại này, và học hỏi được gì ở sự thất bại này, và cuối cùng nó cho mình một cái lực gì để mình vươn lên. Và nhiều khi một sự thất bại nào của mình trong đời chính là một bài học lớn, và mình có thể là nó là một cái gì đó nó giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Nếu mà Thái tử Sĩ Đạt Ta không có những lần những cái kiếp Ngài thất bại trong cuộc sống, thì Ngài chẳng thấy được cái đạo lý, hay là Ngài không thấy được những cái cảnh khổ, thì chưa chắc sự phát tâm của Ngài dũng mãnh. Cho nên sự siêng năng cần mẫn chính là một cái năng lực lớn. Quý vị thấy ngày xưa các tổ của chúng ta, thí dụ như cái thời mà Phật giáo đi xuống dốc, thì ở Phật giáo ở Việt Nam mình lúc đó có mấy hòa thượng: Tổ Khánh Anh, Tổ Khánh Hòa, Tổ Huệ Quang. Những vị đó đã cố gắng đi vận động từng chùa để ngồi lại với nhau, để mở thành những cái trường Phật học đào tạo tăng ni. Rồi gần nữa là có Hòa Thượng Thiện Hoa, Ngài mở lớp dạy học cho tăng ni, cho Phật tử. Ngài soạn một cái bộ Phật học phổ thông 12 khóa tất cả. Khóa thứ nhất gồm bao nhiêu bài, khóa thứ hai gồm bao nhiêu bài, mà tổng cộng 12 tập. Mà ngài gọi cái đó là cây thang giáo lý. Vì 12 cái đó là 12 cái nấc thang để cho người Phật tử đọc hiểu được căn bản của đạo Phật từ thấp đến cao. Cái khóa thứ nhất, bài đầu tiên là đạo Phật. Đạo Phật nghĩa là gì? Ngài giảng, ngài dạy trong đó. Rồi thứ hai là lịch sử Đức Phật, từ đản sinh đến thành đạo, từ thành đạo tới Niết Bàn. Rồi tại sao phải ăn chay, tại sao phải thờ Phật, tại sao phải tụng kinh, tại sao phải sám hối, nhân quả là gì, vân vân. Ngài giảng hết trong cái khóa đầu tiên của Phật học phổ thông, gọi là khóa thứ nhất. Rồi khóa thứ hai bắt đầu nói về giáo lý tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Mà trong đạo đế Ngài đưa ra 37 phẩm trợ đạo. Tại xưa nay mình nghe là đạo đế là con đường giúp mình hết khổ. Vậy thì đạo Phật đã cống hiến cho mình bao nhiêu con đường hết khổ? Tổng cộng gồm 37 phần. Ngài chi tiết Ngài nói rõ. Cứ như thế mà đọc, đọc cho đến nghĩa là cái khóa thứ 12 là đi sâu vào những bộ kinh, như là kinh Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Viên Giác, kinh Lăng Nghiêm. Chẳng những như vậy mà trong cái bộ Phật học phổ thông còn có luôn lịch sử Việt Phật giáo Việt Nam từ du nhập cho đến những thời đại về sau. Cho nên một người Phật tử mà muốn biết được căn bản đạo Phật, muốn biết được thèm than tu tập, phải siêng năng, tinh tấn, chịu khó đọc cái bộ Phật học phổ thông đó. Bây giờ á, người ta còn muốn cho mình tinh tấn hơn nữa, người ta đã đọc sẵn cái bộ đó vô một cái MP3. Vị nào không có thời giờ đọc mà trên đường lái xe đi, chỉ cần có một cái dĩa đó bỏ vô trong cái xe của mình, rồi mỗi ngày mình nghe một chút, nghe xong nghe đi nghe lại, thì thế nào cũng phải thâm nhập. Nếu ai chưa có cái dĩa đó, Pháp Hòa sẽ gửi xuống. Ở trên đó còn một thùng Phật học phổ thông đã đọc vô một cái dĩa MP3 mười mấy giờ đồng hồ để cho quý vị nghe. Như vậy thì người ta đã trợ lực
Người ta đã trợ lực, nghĩa là phù trợ cho cái lực tu của mình bằng cách là cho cái sự tinh tấn của mình nó tăng lên. Rồi bây giờ mình than, mình nói trời ơi tôi học Phật mà tôi không biết phải làm sao. Thì bộ Phật học phổ thông là một. Bộ thứ hai, Hòa Thượng Thanh Từ viết, cái quyển của Ngài gọn thôi, tên là Bước Đầu Học Phật. Mình cũng có thể đọc cái quyển đó để mình nắm được cái phần căn bản của Đạo Phật qua cái lời dạy của Ngài. Còn vị nào chịu khó nữa, đọc thêm quyển nữa, đó là Đường Xưa Mây Trắng. Nếu mà quý vị đọc Đường Xưa Mây Trắng á, là quý vị sẽ hiểu được cuộc đời của Đức Phật. Chẳng những như vậy mà quý vị hiểu luôn cả những giáo lý căn bản, mà với một cái cách viết rất hay của Hòa Thượng Nhân Hạnh, diễn đạt giáo lý căn bản. Và Đức Phật đã dạy, đã đối đáp, đã đối đáp và đã hướng dẫn cho các vị như thế nào qua những cái giáo lý mà nó đi vào cái sự thực tập. Mà quý vị biết là các ngài phải đổ ra bao nhiêu công sức, nghiên cứu bao nhiêu quyển kinh để rồi mới rút những cái bài kinh đó vào một quyển sách cho mình thôi. Nếu mình đọc xong rồi mình đọc còn cái phần mà các ngài đã nghiên cứu từ kinh nào mình thấy khiếp. Còn mình bây giờ chẳng cần phải đi mò mẫm những cuốn kinh đó, chỉ cần chịu khó đọc quyển cô đọng các ngài đã rút, đã làm gọn lại hết cho mình. Ở đây muốn nói cái sự siêng năng của chúng ta. Mình dở nhưng mình siêng, người ta chấp nhận. Mình giỏi, mình lười, người ta vẫn bỏ, người ta vẫn không chấp nhận. Chứ cái người mà người ta dở, người ta phải siêng. Thì tự mình biết mình dở, mình siêng năng. Cho hồi xưa Hòa đi học cũng vậy. Thầy cô giáo luôn luôn chấp nhận một người mà cố gắng thể hiện sự cần mẫn trong bài làm. Chứ còn nếu mình, thí dụ như mình làm cái bài đó khó quá, mình bỏ qua, thì các thầy cô giáo không thích như vậy. Các thầy cô giáo muốn mình phải thể hiện cái sự cố gắng của mình trong cái bài đó. Thí dụ mình giờ lỡ mình làm trật, họ vẫn biết được lý do là mình trật để họ chỉ mình. Hoặc là mình làm trúng được một phần và tới ngay cái chỗ đó cái mình trật, họ biết rằng tới chỗ này là mình đã hiểu được một đoạn này, lý do là mình trật ngay chỗ này. Thay vì cộng thì mình lại trừ, thì các vị hiểu được, thấy rõ được cái problem, cái khó khăn của mình ngay chỗ đó. Và người ta vẫn chấm điểm mình là gì? Cái điểm ở cái chỗ là cố gắng. Cho hồi nhỏ mà nhớ mình đi học á, thầy giáo hay phê bình vô cái bài của mình có cố gắng. Mặc dù mình làm dở nhưng mà người ta vẫn thấy được cái sự cố gắng của mình trong đó. Chả phải hoài không biết quý vị có nhớ hồi nhỏ mình đi học có những cái lời phê thầy giáo gì không? Đọc xong một bài viết của mình rồi thì các thầy phê vô cái câu là có cố gắng. Là vì họ là thầy mình, họ đọc vô cái đó họ thấy được. Nghĩa là mình có sự cố gắng trong đó. Mình làm thầy dạy đệ tử cũng vậy. Một đệ tử nào có cố gắng nỗ lực trong sự tu hành, trong sự ứng xử trong cuộc sống, nhìn mình biết dù người đệ tử đó không bao giờ nói gì hết. Nhưng mình là một người thầy, mình nhìn sự tu tập của người đệ tử đó, mình biết người đệ tử đó có cố gắng trong sự nhẫn nại, trong sự gọi là dung hòa, trong sự chịu khó từ công phu công quả cho đến cái sự chịu khó gọi là hài hòa với tất cả mọi người. Nó có thể hiện trong đó. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mà quý vị thấy một cái người mà người ta siêng năng là thế nào người ta cũng thành tựu được, dù ít dù nhiều. Mình đã thấy rõ ràng là người Việt mình đi qua nước ngoài trong khoảng chừng 40 mấy năm nay, mà ngày nay người Việt mình thành công khắp nơi trên thế giới, đó là nhờ cái gì? Trước hết là nhờ cha mẹ của mình đã chịu khó những ngày đầu làm ăn cực khổ, dành dụm cho mình, ủng hộ nuôi nấng mình đi học.
Giống như quý cô chú ở đây đã chịu cực khổ, thậm chí mình đi làm cu ly để nuôi con mình, mà ngày nay bây giờ con mình lớn lên thành tài, mình bây giờ cũng ổn định được đời sống. Đó không phải là sự cố gắng của mình sao? Tiếng Anh không biết nhiều, không biết cái gì ở xứ người hết, vậy mà một mình một bóng, và thậm chí chỉ có hai vợ chồng mà gầy dựng nên cho con cái mình được một cái cuộc học, một sự nghiệp học hành, và mình bây giờ cũng có được một sự nghiệp vững chãi. Đó là tinh tấn. Rồi quý vị nhìn các thầy ra nước ngoài, tiếng Anh không biết, luật pháp không rành, không một đồng xu dính túi, vậy mà bây giờ các thầy xây dựng được chùa chiền ở khắp nơi trên thế giới. Đó là sự nỗ lực, đó là sự nỗ lực, sự tinh tấn trong sự tu tập và quyết tâm trong cái sự hành đạo của quý thầy. Cho nên Đức hỏi rồi, ông đã dùng cái thần lực gì? Tôi đã dùng thần lực của tinh tấn để có thể giải được cái tảng đá này. Pháp Hòa nói ví dụ ha. Bây giờ mình có một cái tảng đá rất là nặng ở trong gia đình mình. Ví dụ giờ tảng đá mình lại gặp người con, người chồng, người vợ, bất cứ ai đó, nghiệp lực của họ làm khổ mình quá trời luôn. Mà mình cứ than và mình cứ khổ hoài mà mình không nỗ lực, mình thể hiện cái gì? Bây giờ thấy gặp cái, trời ơi thầy ơi, nghiệp con nặng quá. Nghiệp con nặng quá, con gặp thằng con không biết nghe lời, gặp đứa con gái không biết nghe lời, gặp ông chồng gì đó. Biết nghiệp nặng thì phải sám hối, siêng năng tu tập. Ai sám hối được không? Con bệnh quá. À, Đức ơi, cứ muốn ngồi chỗ mà đợi đợi trời chờ sung rụng mà. Đâu có, trên đời đâu có chuyện đó. Anh phải thể hiện. Anh lại không được phải không? Anh xá. Anh không sám hối được, anh trì chú, anh niệm Phật, anh tụng kinh. Nhưng mà thật sự trong giây phút mình tụng nó để làm gì? Không phải mình tụng cái Phật thấy mình tội nghiệp quá, cố gắng tụng khang tiếng mà vẫn thôi cho nó, không phải vậy đâu. Nhưng mà trong khi mình tụng đó là mình ba nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, mình giảm một tiếng đồng hồ, mình giảm những cái nghiệp, bất cứ cái nghiệp nào khác, dồn cái tâm mình vô đó và mình hướng tâm về cái người con đó, mình muốn giải nghiệp cho nó. Mà khi mình hướng tâm về nó mà ngay trong giây phút đó, ai giải nghiệp trước? Mình nhờ mình tu tập là mình giải được nghiệp của mình. Mình không buồn khổ vì cái đó, chồng mình không có trách móc gì nữa, mà mình đem cái tâm lực mình đó. Cho nên mình lấy cái lực tinh tấn của mình, chứ không phải mình làm cho dữ dội để Phật ở trển, Phật thấy khang tiếng mà ráng tụng, đau chân mà ráng ngồi, tội ghê. Không phải vậy. Mà trong cái sự tu tập đó, nó có cái phần, nó có đưa cái sự tinh tấn, nó hướng tâm. Và mình phải thấy cái đó. Pháp Hòa có một cái chị Phật tử, hai vợ chồng mở một cái tiệm làm ăn, mà không có dám mướn người, là tại vì làm đâu có bao nhiêu đâu mà mướn người. Chồng đứng sao nấu, chị trên này ha, vừa tính bill nè, vừa bắt phone nè. Nhiều khi khách nó vô nó chờ một tiếng đồng hồ, mà nếu thường mà chờ như vậy là khách nó la phải không. Chị chạy ra, tôi xin lỗi nghe, tôi xin lỗi nghe, tại vì ở đây có hai vợ chồng mà, anh ngồi chơi chút đi, rót trà đồ. Cái anh nói, it's okay, I'm happy to wait. Hai vợ chồng à. Mà chị nói là ngày nào chị cũng làm rất là cực, mà khách không có bỏ. Khách không có bỏ. Mà chị nói là trời, mà chị nói, coi Pháp hỏi, bộ chồng chị nấu ngon lắm hả? Chị nói, còn nói thiệt chứ sư phụ nghe, ảnh nấu dở muốn chết. Mà chắc nó thương cái cần cù của họ, khách họ thương cái cần cù của con làm sao? Con nói thiệt, ảnh nấu có ai ngộn vô. Mà nhiều khi con cứ thắc mắc, con nói trời sao nấu dở mà tới dữ vậy. Nó có cái người ta thấy được cái thiện chí trong đó. Có thiện chí trong đó. Và quý vị thấy ha, bây giờ như thế này nè. Tại sao mình bán người ta mua người ta ăn mà người ta cảm ơn muốn chết? Tại sao? Vì trong cái sự buôn bán đó mình có trái tim trong đó.
mình có tình thương trong đó. Người ta mua của mình ta ăn là chuyện bình thường, mà tại sao người ta lại cảm ơn mình? Lẽ ra mình phải cảm ơn họ chứ. Nhưng mà cảm ơn là vì trong khi đói có mình, nhưng mà mình thể hiện cái bán buôn của mình bằng cái tình thương trong đó. Không phải là mình rip off họ mà mình bán, nhưng mà trong cái khi bán đó mình thật sự mình quý trọng người khách. À, mình món ăn của họ mình làm đàng hoàng thì tự nhiên nó có, nó thể hiện trong đó. Cho quý vị thấy, mình tặng cho bạn mình một món quà, vừa đưa tay thôi nó xé cà rẹt, nhưng mà tại sao phải gói cái món quà đó thật là trang trọng. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nhiều khi người ta gói quà thật đẹp, mình hãy mở một món quà cho thật đàng hoàng. Mặc dù cái miếng giấy đó lát mình cũng bỏ thôi, nhưng mà người ta sẽ thấy được cái cách của mình mở món quà để thể hiện được cái sự trân quý của mình với món quà đó, chứ không phải vừa cầm lên rẹt rẹt mình xé, quan trọng coi gì trọng. Mà mình quên nhận diện được cái lòng của người đó, nó thể hiện ở cái gói quà đó. Cho mấy thầy mấy chú ở chùa, mỗi lần mà xé một cái thơ mà nó ten ben là cũng quà khó chịu lắm. Mà nói tại sao mình có cái kéo mình không cắt. Người ta viết cho mình một lá thơ, người ta trân trọng, người ta viết cái địa chỉ, người ta để cái tông tem, người ta đi gửi. Mà mình không mở một cái lá thơ đó một cách trân trọng. Cho nên tinh tấn có nghĩa là sự cần mẫn. Mà cần mẫn không phải ở công việc, mà bất cứ việc gì chúng ta làm. Trong cái lễ này, trong cái tuần lễ này, mình có một cái đám cưới fast food. Hai vợ chồng anh Mỹ kia hồi sáng hôm qua đây là đi vô chùa, nói tụi tôi muốn làm đám cưới, muốn làm ở chùa. Hỏi chừng nào làm? Mai. Là vì sao quý vị biết không? Là vì mẹ cô dâu đang bệnh ung thư thời kỳ cuối, và hai vợ chồng mới bàn với nhau, nói là bây giờ muốn làm cái đám cưới cho người mẹ vui, để lỡ người mẹ có mất thì bà cũng biết rằng con gái mình đã lấy chồng. Bà mẹ cô dâu mới có 50 tuổi à. Thì hai vợ chồng mới lên đây gặp Pháp Hòa ngày hôm qua, hai chồng người Mỹ, người Canada. Nó nói là xin cái lễ cưới. Thì Pháp Hòa mới nói, quý cô chú, nếu mà mình thấy được thì cứ nhận rồi sắp xếp. Rồi họ mới nhận được, rồi họ mới về, họ gọi cho người thân của họ. Chỉ có một buổi chiều hôm qua. Rồi sáng hôm nay là lễ xong rồi, là mọi người, mỗi tay, mỗi việc. Một cái đám cưới rất là đơn giản. Rồi quý vị biết là Pháp Hòa nhận lời xong rồi, hai vợ chồng mới chạy ra tiệm chú Tiến đi mua cặp nhẫn. Mà tình cờ mới lộ ra, nói ngày mai tụi tôi đám cưới ở Buddhist Temple. Hải Đức Temple. Hồi trưa này Pháp Hòa có nói, và nói hai người chạy đâu không thoát tay tôi đâu. Đi mua nhẫn mà hết chỗ, vô nhầm đệ tử. Thì nhưng mà quý vị thấy là do cái năng lực của mình thương hai vợ chồng trẻ, cho nên mình đem hết mọi người siêng năng giúp đỡ cho hai vợ chồng có một cái đám cưới. Mà trong đám cưới, mà trong khi mình đứng mình giảng vậy là ba cô dâu khóc, bà con cô dâu ngồi khóc, mấy đứa trẻ nó khóc, mấy đứa trẻ bạn nó ngồi nó chấm nước mắt nó khóc. Thì có một cái ông ba vợ đó, sau khi lễ xong rồi lại ôm Pháp Hòa. Và một cái bà bạn ở trong đó lại nói, very touching ceremony, đâu có cần rườm rà. Và cái lễ cưới của Phật giáo á, cái mục đích chính là làm gì? Để cho họ hiểu được cái đạo lý trong cuộc sống. Nếu chúng ta không siêng năng chúng ta làm điều đó, chúng ta từ chối không làm, thì chúng ta bỏ đi một cơ hội để tiếp độ cho một người trẻ muốn hướng về cái con đường tâm linh.
Nếu mà họ là muốn làm thì họ tự nhà họ làm cũng được vậy. Nhưng mà tại sao họ chạy vô chùa, họ nhờ mình làm cái đám cưới? Để rồi họ đứng đó, họ chịu khó, họ lắng nghe những cái lời nhắc nhở của mình. Cho nên đó là tinh tấn lực. Quý vị cứ nhớ là dù cuộc sống của mình nó như thế nào, với cái sự cần mẫn siêng năng, nó trở thành cái lực, nó sẽ chuyển hóa hết tất cả. Chăm sóc một người bệnh, bất cứ dù là thân bệnh, tâm bệnh hay là nghiệp bệnh, đều cần cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là gì? Là sự chịu khó, nhẫn nại. Đó là cái lực thứ hai. Người mà bệnh thân khổ không? Cũng khổ, là vì họ uống thuốc vô, cái tâm người thân thể họ nó khó chịu. Họ có thể họ làm khó làm dễ mình, họ quạo quọ cau có với mình. Đã nói bệnh thì không có cái bệnh nào sướng hết. Nhưng mà có điều là mình chăm sóc một người đang bệnh thân, hay là bệnh tâm, hay là bệnh tư tưởng. Bệnh tâm đó là bệnh tưởng tượng đó. Còn bệnh nghiệp là gì? Là do cái nghiệp nó hành họ bệnh. Đi bác sĩ cũng có bệnh, không có bệnh gì bác sĩ khám ra bệnh hết, mà họ cứ nghĩ là họ bệnh. Hoặc là do cái nghiệp là họ không buông bỏ được một cái chấp trước nào đó, chuyện gì họ cũng để ý rồi họ khó chịu. Đó là nghiệp bệnh. Cho nên bệnh nó có ba loại: thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Mà chăm sóc một người bệnh, dù họ bệnh thân, bệnh tâm hay bệnh nghiệp, đều cần cái sự siêng năng là một việc rồi. Và cái năng lực thứ hai mà là của chúng ta là gì? Đó là sự nhẫn nại. Đâu phải dễ, khó lắm. Mình ở nhà có ba đứa con thôi, mà muốn ba đứa con đó mà nó vui vẻ, nó nghe lời, nó sống, mình cũng chịu cực chứ nói gì lắm. Có những lúc á, nó nạt mình phải im. Mình im phải mình sợ nó. Mà thật sự có sợ, sợ nó không chịu học, sợ nó bị stress, sợ nó bị cái này kia, cho nên mình giả lả, mình cho qua hết. Cho nên trong cuộc sống cái năng lực thứ hai đó là nhẫn nại. Hồi trưa này Pháp Hòa có nói với hai vợ chồng trẻ đó, bây giờ hai anh chị thương nhau rồi, có rồi đó, có thương rồi đó. Nhưng mà họ hiểu nhau chưa? Có, nhưng mà không đủ. Thời gian quen nhau 2 năm, 3 năm gọi là hiểu nhau, có hiểu nhưng mà chưa đủ. Sống chung nhà đó, nó mới lòi ra nhiều thứ nữa. Thì chừng đó cái sự hiểu, cái sự mà năng lực gọi là tu tập nhẫn nại để giúp đỡ cho nhau có hạnh phúc. Tại vì khi mình mới gặp nhau, thỉnh thoảng mình gặp những cái tật của họ, nhưng mà mình mới có gặp sơ sơ thôi. Ở lâu rồi bắt đầu mình mới biết. Nhưng mà chính cái lúc nó lòi ra tật á, thì chính lúc đó mình phát hiện được một điều ở trong người chúng ta có, là hiểu. Hiểu họ là ai rồi. Rồi chính cái hiểu đó nó giúp cho cái thương. Cho nên hiểu càng sâu, thương càng lớn. Mà thương càng nhiều, hiểu càng sâu. Không thương không thể hiểu. Không thương không chịu khó tìm hiểu đâu. Thương mới chịu khó tìm hiểu. Mà hiểu được rồi, thương dữ dội. Mà thương với hiểu không thể thiếu. Cho nên Pháp Hòa mới nói là mình trong cuộc sống mình là love, là mình có rồi đó. Tại sao mình thương người đó? Ai gặp nhau cũng thương nhau, có thể mình thương nhau. Nhưng mình thương rồi, bắt đầu chính cái thương này nó làm cho mình phải đi tìm hiểu về người đó. Và khi mình hiểu được họ nhiều rồi thì cái thương mình nhiều. Hiểu xong rồi cũng phải để đó, giúp họ làm cách nào chuyển hóa. Rồi khi mà mình giúp họ được chuyển, rồi cái người được giúp không thể nói là tôi là người vậy đó. Nếu mình thương người đó, mình phải chịu khó sửa mình để cho người đó được vui, được hạnh phúc. Cho nên mình làm cha, làm mẹ, đôi lúc mình phải hiểu cái hoàn cảnh của con.
Mình không hiểu được con thì mình không thương được. Và mình đặt, áp đặt cho nó rất nhiều thứ mà mình không hiểu rằng con mình nó đủ năng lực, nó chịu tới cỡ nào. Ở trên chùa cũng vậy. Quý vị biết không, chú nào còn đi học, Pháp Hòa không bao giờ ép trong những cái buổi lễ không cần thiết. Mà đôi khi á, một tuần lễ, cái ngày lễ quan trọng đó, Pháp Hòa chỉ nói mấy con sắp xếp ra thời thôi, cái thời nào quan trọng nhất ra thôi. Còn những thời khác mà nó đi lên phòng đi, lên phòng học bài. Tại vì mình phải hiểu rằng nó vừa đi học, nó vừa lo việc chùa, nó vừa làm lễ, nó không đủ thời gian. Nó không đủ thời gian. Cho nên mình không thể ép nó nhiều quá mà trong khi đó cái năng lực không có. Và thậm chí đôi lúc mình còn phải ôm nhiều thứ hơn để cho đệ tử mình có thời giờ làm cái công việc của đệ tử. Mà quý vị đã từng làm điều đó với con mình mà. Nhiều lúc mình không cho nó rửa chén, mình cho làm việc này việc kia để nó có thời gian nó học. Nhưng mà đừng làm hết hoàn toàn. Thỉnh thoảng phải một ngày ít nhất nó phải ra một việc hai việc nào đó. Tại vì có những đứa nó học hoài, học quỷ, nó không lo gì hết, là bắt đầu mình phải kiếm cách lôi nó ra. Học như vậy nó bệnh đó, chứ không phải nó giỏi đâu. Cho nên cuộc đời á, đừng có cái gì mà nó thái quá đó. Cái gì mà extremely là cái đó không được. Này bây giờ có một đứa đây nè, tối ngày cứ cắm cụi vô học mà không bao giờ bước ra khỏi phòng. Giờ ba mẹ đang rầu, mà hỏi Pháp Hòa bây giờ cách làm sao để cho đứa nhỏ nó bớt học. Rồi có những đứa nhỏ nó không chịu học thì ba mẹ đi kiếm cách làm sao cho nó học. Quý vị thấy khổ không? Mà người khổ nhất là em. Nhiều khi thấy thương lắm. Tại vì Phật tử họ nghĩ chắc mình là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phải không? Bên phải hiểu chuyện quốc gia, bên trái hiểu cái gì cũng hỏi. Mà nhiều khi mình bí lù à. Bởi lúc này ít dám ăn bí lắm. Năng lực thứ hai là nhẫn nhục. Nhẫn nhục giải oan khiên. Mình có nhẫn nhục là sẽ vượt qua tất cả. Cho nên có vị mới nhắc nhở mình đó, có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân, chứ không phải nhẫn để mình thua xúc. Rồi có những việc mình phải, chữ nhẫn là gì? Là sự chịu đựng. Mà chịu đựng không có nghĩa là mình cắn răng chịu đựng. Lỡ già quá không còn răng cắn gì. Thật sự nhẫn lực, nhẫn nại có nghĩa là mình hiểu cho nên mình chịu đựng. Và khi mình, cái tâm mình nó như hư không thì mình sẽ chứa như hư không. Cho nên người ta khen Phật á, là tâm của Đức Phật á, là tâm bao thái hư. Cái tâm của Đức Phật rộng như là cả cái hư không này, lượng châu xa giới. Cái lòng độ lượng của Phật nó ôm ấp cả cái thế giới này, cả ta bà thế giới này. Cái năng lực thứ ba mà Đức Phật có, mà hay là Đức Phật chúng ta có thể nhất được, đó là gì? Đó là bố thí. Bố thí là gì? Là sự chia sẻ. Pháp Hòa nói thưa như thế này. Có nhiều khi á, mình sống với nhau á, người ta không có cần mình cho cái gì hết á. Người ta cần mình cho một lời hỏi thăm thôi. Thưa đại chúng, nhiều khi công việc Pháp Hòa nhiều quá, rồi đôi lúc Pháp Hòa cũng sơ sót. Mình quên hỏi thăm người này, quên hỏi thăm người kia. Mà nhiều khi người ta chẳng cần gì ở nơi mình, ta chỉ cần mình một sự hỏi thăm. Mà khi mình hỏi thăm người ta thôi, nó vui không thể tưởng. Cái lúc đó mình cũng hơi khó, mình cũng thấy là cái lỗi của mình. Cho nên trong cuộc sống đó, đôi lúc đó, cái sự cho của mình không hẳn chỉ là tiền của, mà có người ở trong cuộc, những người thân của chúng ta có những cái người ta cần mình cho. Sự có mặt của mình,
Một lời hỏi thăm, một lời chào hỏi, một sự quan tâm, đủ rồi. Vợ chồng sống chung nhà mà bả đau bao giờ mình biết. Mà chẳng những vậy mà không hỏi bữa nay bà đỡ chưa. Không hỏi. Không hỏi bà có cần nước không, bà có cần uống thuốc không, bà cần đi bác sĩ không. Mà hiếm ông chồng nào kiểu vậy lắm. Vậy mà cũng có. Thường thường mình nói ai tệ dữ vậy không? Dạ cũng có. Nhưng mà đây là sự nhắc nhở thôi. Vừa rồi á, có một cô Phật tử cô nói vậy nè. Tất cả những gì mà khổ đau trong lòng con với chồng con á, chỉ duy nhất chỉ có một mình thầy biết thôi. Con chỉ có thể nói được với thầy. Ngay cả con cũng không nói. Con cũng không nói. Vì con sợ tụi nó chưa có hiểu hết chuyện đời, nó oán trách ba nó, con không muốn. Và con cũng không thể nói. Nhiều người phone tới con tâm sự chồng của họ, mà con cũng nói ôi bà ơi chồng tôi cũng vậy, con không nói. Vì con sợ người ta nói bà này hồi mấy chục năm ổng còn trẻ, sao không nghe bà nói gì chứ. Bây giờ bà già, ổng già rồi bà trách cái này bà trách cái kia. Cô nói con không nói với ai, tại vì con sợ người ta hiểu lầm. Nếu giờ già sanh tật rồi bắt đầu đem tật chồng ra nói. Không nói. Thật sự khi Pháp Hòa nghe như vậy á, thì Pháp Hòa hiểu được cái tâm của người vợ. Cái tâm của người vợ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người chồng mà hiểu được cái tâm trạng đó của người vợ, thì người chồng sẽ không đối xử với người vợ như vậy. Có nhiều khi á, gọi là tức, cổ nói là tức không tưởng tượng được. Nhưng mà thôi, nhịn nhục. Thì bây giờ nói ra, nhiều khi vợ chồng già không có chuyện gì để nói ngoài kiếm chuyện nhau để gây. Tại vì có gây mới có chuyện mới dài dài. Dĩ nhiên là có người này người kia. Chứ không phải ai cũng vậy phải không. Nhưng mà mình nói vậy đó để mình thấy rằng cuộc đời này rất là nhiều thiên hình vạn trạng, mình nói không có hết đâu. Nói không cùng không tận những cái khó khăn khó khổ của chúng sanh. Thủy chung là ai bị cái gì cũng có nhiều người á, chồng nói cả ngày cũng phát mệt, chồng không nói câu nào cũng phát rầu. Ổng nói nhiều mình nghe mệt, ổng không nói mình rầu không biết muốn gì. Vợ đi hoài mình cũng khổ, bả nhà hoài mình cũng mệt. Thật ra cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta có mặt ở đời này rồi, chúng ta đi quơ hoài một số người vợ chung để chi biết không, để xử lý chứ có gì đâu. Không có con khỏe không, tự nhiên kiếm một đứa, cứ nó buồn quá thôi kiếm đứa nữa đi. Để cho nó chơi với nhau. Vì mình nghĩ rằng một đứa không có ai chơi với nó. Đứa thứ hai là, nhưng mà có nhiều khi nó sanh ra đứa thứ hai nó không thuận với nhau mà nó nghịch với nhau, cái bắt đầu tối ngày mình phải xử hai đứa nó. Rồi bây giờ hai đứa đó nó có vợ hoặc nó có chồng rồi, có con với nhau, mình giữ con đứa này không giữ đứa kia cũng không được. Rồi cuối cùng mình cũng phải xử lý sao giờ giấc làm sao để mà gọi là lo cho con điều hết hai bên. Nó vui cũng vậy, nó buồn, nói chung là cuộc sống của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là ô cuộc đời này nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Và nếu mình nhìn á, nếu mình nhìn á thì toàn là nợ với nghiệp gì. Nhưng mà cái quan trọng là ở cái tâm tu của chúng ta nhìn sự việc nó như thế nào để chúng ta nhẹ từng việc. Chúng ta vẫn giải quyết từng việc nó đi tới. Nhưng mà nó không phải là cái năng lực gì mà nó đè nén mình được. Vì đó là những tảng đá. Anh đã nhấc nó lên bằng năng lực nào? Nếu anh lúc nào cũng thấy đây là nghiệp lực, thì tự nhiên nó đè nặng mình. Và thấy rằng đây là bổn phận, đây là việc gì chúng tôi có thể làm. Cho nên nhiều khi mình chăm sóc một người bệnh, đây là quán chiếu. Bây giờ á, biết đâu mình phát một cái nguyện
Bây giờ mình chăm sóc, thí dụ bây giờ ai bệnh mình chăm sóc thì thôi, bây giờ người thân mình bệnh mình chăm sóc cũng giống nhau. Cho nên thật sự ra tất cả đến với mình đó, cái nhận đầu tiên là nghiệp. Nhưng mà với cái sự tinh tấn tu hành của chúng ta, chúng ta sẽ quán nó. Bây giờ hết nghiệp rồi, nó là nguyện. Tôi nguyện tôi làm cho người này chứ không phải nghiệp lực gì nữa hết. Cho nên á, mình không có vướng bận cái gì, đó là một cái phước của mình. Còn nếu mình lỡ vướng bận cái gì thì đừng thấy đó là cái nghiệp gì nó trì trệ mình nữa, mà phải thấy rằng à, bây giờ đây là những cái mình cần phải đối diện, đây là nguyện mình phải giải quyết. Cho nên ở đây á, nếu nói cho cùng ra là ai trong chúng ta ngồi đây, tu không tu cũng cần biết, đều có đá hết á. Một là cục đá, hay là hòn đá, hay là viên đá, hay là tảng đá, tùy theo chúng ta gọi nó. Có nhiều người, người ta đau cả nửa người mà ta không rên, còn mình đau mới có đầu ngón út mình rên từ đầu. Có nhiều người, người ta đau cả người mà ta không rên, còn mình mới đau có đầu ngón út mình rên từ chánh điểm lên xuống. Hỏi làm gì? Trời, tôi khiêng nguyên tảng đá. Vậy thì quý vị thấy tảng đá trong kinh Đức Phật nói không? Cho nên người đó mới hỏi, ông là thần tiên không? Tôi là Phật. Mà chỉ có người tỉnh giác và mới nhấc được tảng đá đó lên. Hỏi ông dùng cái năng lực gì để dời cái tảng đá? Tôi dùng năng lực của nhẫn nhục, của tinh tấn, của bố thí. Có nhiều cái oan trái, nó chỉ cần một lời cúi đầu khiêm cung giải hết. Phó Hòa thưa với đại chúng như nè, hồi đó mấy chú nhỏ tiểu còn đi học á, trời ơi Phó Hòa cứ lo mấy chú đi học trễ. Có nhiều khi mình lo đến mức độ là đang ngủ nửa đêm vậy, bắn người dậy giật mình, tưởng tới giờ trễ học, chạy rần 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 xuống kêu mấy đứa nhỏ dậy dậy. Nói bữa nay thứ bảy thầy ơi. Mà quý vị thấy không? Vậy mà từ khi mấy chú không còn đi học nữa, không còn dứt chim bao nào đi trễ nữa hết. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, có một lần đó người ta mới gửi Pháp Hòa một cái túi tiền. Bà cụ này mới đi Việt Nam, bà sợ bà chết bất tử. Trời ơi, mình giữ cái túi tiền như giữ một cục đá. Pháp Hòa làm chim bao than trộm vô khiên hoài. Trời, có nửa đêm nhiều khi thằng ngủ giật mình chết mất. Thấy nó mở cái tủ ra nó khiêng đi. Trời, Pháp Hòa cứ đang ngủ nửa đêm mở tủ ra, giống như cái lúc mà mình giật mình vậy, thấy mất rồi, chạy ra mình coi. Trời, nó còn ở đây. Cái lúc đó định thần lại rồi. Trời, chim bao. Bà cụ đi Việt Nam về, bà cụ lấy cái túi đó về rồi hết chim bao luôn. Tảng đá đi. Là hai chuyện. Hồi đó đó, ở dưới bếp Trung Lâm đó, nó có một cái lò gas. Mà xiết ốc làm sao mà mỗi lần mở vào thấy mấy bác, mấy cô mà bấm cái nút đó, là mấy bác cứ như vậy nè. Là tự nhiên mình ám ảnh. Trời ơi, Pháp Hòa nằm chim bao cứ thấy cái nồi đó nó nổ hoài. Từ ngày cái lò nó rời khỏi cái Trúc Lâm, Pháp Hòa không còn chim bao cái vụ đó nữa. Từ đó mình mới thấy hễ đá mà còn cái gì mình lo là nó thành đá, mà nó không còn cái đó nữa. Quý vị biết không, người nào mà mình giận nữa ha, nằm chim bao thấy gì lộn với nó hoài. Có bữa nọ nó gặp mình, nó xin lỗi cái tự nhiên hết chim bao. Tại mình tha nó rồi, mình tha thứ, mình đem nó ra khỏi lòng. Chứ có nhiều lúc cái chuyện nó rất nhỏ mà tại sao mình biến nó thành cục đá, là do mình. Cho nên á, 9 ức người hay là 90 ức người dọn cục đá đó cũng không được. Nó tự khi nào tự mình à. Anh có tinh tấn đủ nhẫn lực, đủ bố thí không? Anh tha thứ được cho người ta là anh bố thí. Cho nên bố thí ở đây còn được một nghĩa là gì? Là tha thứ, là buông người đó ra, là tự nhiên nó hết à. Có nhiều khi người ta nói một câu nhẹ hóm vậy đó, mà mình đem nó thành một cục đá nặng nề để mình trì trệ trong tim mình. Thành thử ra
cái cục đá đó không ai dời cho mình được hết, chỉ có Đức Phật thôi. Mà Đức Phật ở đây là tượng trưng cho gì? Sự giác ngộ. Và sự giác ngộ đó đã dời cục đá này bằng cách nào? Bằng sự nhẫn lực, bằng sự tinh tấn, bằng sự bố thí. Cho nên mình tu á, mình sống ở cuộc đời này, nếu mà bây giờ quý vị nghiệm lại hết rồi, những gì chúng ta trải qua, thử hỏi nếu chúng ta không có đủ nhẫn lực, chúng ta làm gì được như ngày nay? Chúng ta không đã từng bố thí buông bỏ cho con cái của mình, có lẽ mình đã giận con mình rất nhiều lần, chứ không phải chỉ một lần hai lần đâu. Người thân của mình nè, xung quanh mình nè, rồi vợ mình nè, chồng mình nè, đã từng làm mình đau lòng chưa? Mà nếu cái gì mình cũng trở thành một tảng đá hết, đừng có nói giờ ai dời cũng nổi hết. Cho nên tự mình phải buông cục đá đó, nứt cục đá đó lên, và di chuyển nó bằng cách nào đó, do chúng ta. Có những người người ta stress cả mười mấy năm mà nhờ một lời nói của một cái vị nào đó thôi. Quý vị biết trong kinh đó có kể một câu chuyện, trong chuyện thiền có kể câu chuyện là, xin lỗi, có một cái lò đó, người ta gọi là thần táo, cho nên rồi ta cúng quải, người ta lại lục. Thì có một hôm một vị thiền sư đi vô, thấy người ta đang lại lục cái lò đó. Ông hỏi lại gì vậy? Nói dạ tôi lại thần táo. Thì cái thì thiền sư nói, trời đất ơi, chỉ có ba cục gạch thôi mà thần gì. Thì nói như vậy thôi thì cái lò tự nó bể ra. Thì cái câu chuyện đó đó, nó chỉ muốn nói lên một điều rằng, hễ mình dính mắc vô một cái gì thì tự đó, ví dụ bây giờ người ta kêu mình là thần, cái tự nhiên mình phải đóng vai ông thần. Mình nghĩ mình là thần mà thiệt sự mình chỉ là cái cục gạch. Đến khi cái người mà người ta hiểu là anh là thần gì, anh chỉ là cục gạch thôi, là mình giải thoát. Ví dụ bây giờ á, quý vị vô, quý vị nói trời ơi, đây là thượng tọa đó nha, không có được gọi bằng đại đức nghe, thượng tọa đó nghe. Cái thượng tọa tưởng thượng tọa thiệt. Thượng tọa ngồi dưới đất mà cũng làm thượng tọa. Nhưng mà khi mà một cái người hiểu đạo, nó thượng tọa là cái gì? Chỉ là một danh từ rỗng thôi, hư danh. Thì khi nghe được như vậy là mình rã cái danh mình ra, thì mình trở thành con người thật của mình là ai. Chứ giờ có kêu mình thượng tọa, mình cũng là con người của mình, cũng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn buồn vui nói cười bình thường, chứ mình có gì đâu. Mà thậm chí bây giờ mình dính vào cái chữ hòa thượng của mình đi nữa, mình cũng khổ như chơi. Cho nên mình mới là mình, mới là quan trọng, chứ còn mình đừng đóng vai gì hết. Có một cái anh đó đó, ảnh đi tới cái miễu chơi, ở đó được mệnh danh là miễu bà chúa xứ linh lắm. Cái bữa nọ ảnh rầu chuyện gì, cái ngồi ảnh gục gục vậy nè, cái ta vô ta tưởng bà chúa xứ về, trời cha ơi, người ta lại, con xin lại mẫu, mẫu sao u sao mê sao lầm sao lỗi cho con. Con không biết mẫu là con trời cháu chúa, mẫu chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan. Ta khấn quá trời, ta dâng cúng. Trong khi mà ảnh ngồi gục gục, cái đó đâu mà đồ đạc đưa tới. Ảnh nghĩ bụng, nói trời ơi, đóng vai này có bộ được rồi nghe. Đi làm cực khổ quá mà người ta kêu thằng này thằng kia không à. Bây giờ mình chỉ ngồi gục gục về mà kêu mình ông này bà kia, cái từ đó về sau bắt đầu ảnh đóng vai bà luôn. À, ảnh thấy người mà tới cái bắt đầu cái anh ở ngáp ngáp lên, cái bắt đầu ảnh chỉ này chỉ kia là cúng. Từ đó về sau ảnh không còn là ảnh nữa, lúc nào đi tới đâu cũng phải đóng vai một bà chúa xứ. Rồi bắt đầu nghiên cứu coi bà chúa xứ lên kiểu nào. Chứ cho nó khổ vậy. Cho nên mình đừng có, nhưng mà khi mình rã ra được cái đó rồi thì mình sống bình thường. Cho nên quý vị thấy cái người mà ta lên trên sân khấu á, ta đây là hoàng thượng, nhưng mà xuống dưới là cái gì? Hoàng hạ. Cũng ăn cháo khuya, lãnh lương xong ra ngồi ăn cháo khuya bình thường, mặc quần xò lõn quét nhà muốn chết. Thật ra cuộc sống á,
Khi mình biết rằng cái gì mình đang làm đó, chẳng qua là gì? Chẳng qua là phải làm thôi, chứ đừng đem nó thành một cục đá cho chính mình. Người ta kêu mình là cái gì đi nữa, đừng có mang cái cục đá đó. Mất công lắm, nó mệt lắm. Cứ bình thường. Cho nên mình là một tỳ kheo là đã đủ. Thượng tọa, hòa thượng gì đó, mấy cái đó bình thường lắm. Phải Hòa nhớ Hòa Thượng Thanh Từ ấy. Có ai tấn phong Ngài lên Hòa Thượng đâu. Thì Ngài mới giảng trong cái bộ Kinh Pháp Hoa, Ngài mới giảng tới cái đoạn đó, Ngài mới nói quý vị đó năm đó lên thăm tôi, thì một số Phật tử gọi Thượng Tọa, Thượng Tọa. Cái con vị kia mới nói, ê đừng có gọi Thượng Tọa, bây giờ là Hòa Thượng rồi. Thì Ngài nói, tôi nghe xong tôi cười, tôi nói tôi là Hòa Thượng Lậu. Nghĩa là Hòa Thượng đâu có tấn phong. Nhưng mà giờ Ngài là Hòa Thượng không? Tại sao? Mình tu, cái đức của mình tỏa thì tự động người ta sẽ cảm nhận mình là ai để gọi. Mình không cần xưng dương mình là ai, để mình ôm một cục đá đó cho mình. Bộ Thượng Tọa rồi cái đặc biệt hơn sao? Bộ Hòa Thượng rồi không đặc biệt hơn sao? Mà nếu là Hòa Thượng là Thượng Tọa, đặc biệt ở cái chỗ là cái đức tu của mình. Cho nên Ngài Đôn Hậu á, khi mà Ngài về quê đó, thì một hôm cái Ngài mới nói, Ngài mới đi vô nhà vệ sinh. Thì Ngài vệ sinh thì Ngài mới nghe mấy bà già ở ngoài này nói, trời ơi, Hòa Thượng cũng biết đi cầu nữa hả? Ngài nghe ngày ra Ngài mới nói, ngày bộ Hòa Thượng rồi. Tại vì trong đầu người ta nghĩ sao, ông Hòa Thượng chắc là cái ông gì đặc biệt lắm, cũng biết đi cầu. Cho nên tự mình đeo một cục đá, thấy không? Phụ mẫu lực. Phụ mẫu lực là gì? Cái lực của cha mẹ. Có rất nhiều người, người ta khổ, người ta lên, người ta gặp Pháp Hòa. Và Pháp Hòa có một em đó, nó khoảng 15 tuổi thôi, gái. Cái bữa đi học về, nó buồn, thiệt là buồn. Nó dùng dằn, nó đập cửa, nó khó chịu lắm. Cái Pháp Hòa vô hỏi chuyện gì? Nói bữa nay á, cái thằng ở trong lớp con, nó nói con ất lì. Cái mà nói bụng thì giờ con đang ất lì thiệt á. Nhưng mà nó không nói ra thôi. Cái mà mới hỏi thằng đó là ai? Just friend. Nó có cho con ăn không? Không. Nó có dạy con làm bài không? Không. Nó có đối tốt với con không? Không. Ba mẹ con cho con ăn không? Có. Ba mẹ con thương con không? Thương. Ba mẹ có khen con không? Có. Vậy tại sao con không nghe lời ba mẹ con nghe thằng đó? Nó khổ nổi cái thằng mà nó chẳng giúp được gì mình, mà nói một câu của mình coi nó như là thánh phán vậy. Còn cái người thân thương với mình nói hoài mình không nghe. Ở đời nó có nhiều khi vậy nghe. Người dưng nước lã đâu nói một câu mình nghe răm rắp. Nói như thánh phán vậy. Còn người thân của mình nói mình không nghe. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình buồn cái gì đó, mình nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ. Mình làm như vậy là mình phụ lòng của cha mẹ, mình phụ đi công ơn của cha mẹ. Ví dụ bây giờ mình buồn quá, muốn chết, cha mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình lớn lên, cho mình ăn học, tự nhiên giờ buồn tình một cái cô nào, anh chàng nào ở đâu đó, hủy thân. Rồi có phải bây giờ mình nghĩ tới cha mẹ, mình nghĩ tới người thân, tự nhiên cái đó nó hết. Cho nên hồi xưa đó quý vị biết không, Ngài thật hiền á, Ngài có nói ra 10 cái lý do phát tâm tu. Thì trong đó có một cái sự phát tâm, một cái lý do để phát tâm là vì báo ơn cha mẹ. Mà không phải cha mẹ một đời, cha mẹ nhiều đời. Ví dụ như nói tại sao mà người tu phụng sự chúng sanh? Tại vì sao? Tại vì người tu luôn luôn quán chiếu tất cả chúng sanh xung quanh mình là bà con quyến thuộc, cha mẹ của mình hết. Ví dụ các vị lớn tuổi đó là cha mẹ Pháp Hòa trong đời nào đó. Có những người Phật tử cỡ tuổi ba mẹ Pháp Hòa thôi mà thương mình như con. Mặc dù các vị không nói ra thôi, nhưng mà các vị lo lắng cho mình, quan tâm đến mình như là một người con. Thì quý vị nói con xin lỗi, nhiều khi con nghĩ Pháp Hòa nói đâu có sao đâu, mà thật sự điều đó đúng. Mà quý vị có quan tâm như vậy, quý thầy càng vui nữa, để ủng hộ tinh thần cho quý thầy tu càng nhiều hơn nữa.
là vì mình biết được có những người rất thương mình như cha mẹ của mình. Chứ quý vị đâu có lỗi gì đâu. Quý vị đâu có, cho nên nhiều lúc Pháp Hòa gặp bác kia mà nói bà nội, bà ngoại. Quý bác nói ô không được gọi, nó không có sao đâu. Quý bác bằng tuổi bà nội thì gọi là bà nội. Nhưng mà các vị sợ giống như là mình như vậy là không đúng pháp, không có gì hết. Trong cái giáo pháp thì chúng ta có phân biệt tăng tục, nhưng mà ở trong cái nhìn sâu của nhân quả thì quý vị đều là những bậc trưởng thượng trong nhiều đời nhiều kiếp mới gặp nhau vậy chứ đâu phải giỡn. Mà mình cùng với nhau mà làm việc suốt cả mười mấy năm nay đâu phải là chuyện bình thường, chắc hẳn mình phải có nhiều cái túc duyên thiện duyên trong nhiều đời nhiều kiếp mới thương nhau, mới lo lắng, mới chăm sóc, trợ duyên cho nhau như thế này. Chờ bốn lực. Thì bây giờ Đức Phật mới giải thích nè. Tinh tấn lực là gì? Tức là không giết hại sinh vật, không trộm cướp, không dâm dục và không nói, không khi dối. Lại còn rộng bài diễn nói pháp, kinh pháp đến khơi mở và dẫn dắt mọi loài như thế. Ta chưa lúc nào biến trễ. Đó là tinh tấn lực. Nhẫn nhục lực là gì? Nếu có sự tàn hại hủy nhục, lại thêm những điều ác ở nơi ta, thì tâm ta như đất, tiếp tục tất cả, đó là nhẫn nhục lực. Ý đó là nếu có những cái gì nó đổ lên người mình, thì chúng ta hãy học như đất, có thể dung chứa tất cả. Cho nên hạnh của đất là hạnh nhẫn nhục. Đất á, người ta đổ nước sạch xuống, nước dơ xuống, đất vẫn tiếp nhận, đất không kỳ thị. Thì tâm của chúng ta, sự nhẫn nhục của chúng ta như là mảnh đất vậy, có thể tiếp nhận tất cả loại nước khen chê. Và thưa đại chúng, ở đời này không bao giờ mình làm cái gì mà người ta tán đồng hết 100% đâu. 100 người khen phải có vài người chê. Thì mình phải thấy ố giữa một cái việc làm của mình, cả 100 người khen chỉ có một vài người chê thôi mà. Một vài người chê là tại vì người ta không đồng cảm với việc đó thì người ta chê chứ không có gì hết. Và tại sao những người này khen? Vì người ta nằm ở một cái khía cạnh nào đó, một góc độ nào đó, người ta đồng cảm với mình, người ta khen. Nhưng chưa chắc cái khen này nó sẽ được giữ ạ. Rồi mai mốt biết đâu chừng họ ở một khuynh hướng khác, họ nhìn khác, họ nhìn khác ạ. Giống như có những người mới phát tâm đi chùa học đạo vậy. Ô cha tụng kinh niệm Phật thích lắm. Cái thời gian nghiên cứu kinh điển giáo lý rồi sâu xa cái bắt đầu sao? Tụng kinh là tu dở, niệm Phật là dở, phải tu thiền. Ví dụ vậy, tự nhiên giờ cái hồi xưa mình khen cái này, cái giờ mình đổi hướng. Nhưng mà đối với cái người mà nhìn sâu thì tất cả cái đó đều là những cái chưa có trọn vẹn trong cái hiểu biết. Cho nên đó, bố thí lực là gì? Từ cõi trước đồ vật quý báu cho đến vợ con đầu mắt ta đều đem thí cho người mà không có lòng hối tiếc. Đó là bố thí lực. Trong kinh hay nói bố thí mắt tai rồi đó. Nghĩa là gì? Thí dụ người ta nói mình nghe khó chịu, tha thứ cho người ta là bố thí lỗ tai. Hồi xưa mình nhìn với người ta bằng cặp mắt không thiện cảm, bây giờ đừng nhìn như vậy nữa, là bố thí con mắt. Chứ không phải là móc mắt đưa người ta. Phụ mẫu lực là gì? Tức là chịu ơn cha mẹ cho bú mớm, dưỡng nuôi, hoặc có người dùng châu báu từ dưới mặt đất cao lên 28 tầng trời thể đều đem thí cho người vẫn không bằng cúng dường cha mẹ. Đó là phụ mẫu lực. Người dân lại hỏi, lại có những lực gì? Bây giờ nói xong rồi, bốn cái lực đó rồi, thì người hỏi, ngoài bốn lực tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí, phụ mẫu, Ngài còn lực gì nữa không? Đức Phật nói còn bốn lực. Lại có bốn lực. Thứ nhất là sanh, thứ hai là già, thứ ba là bệnh, thứ tư là chết. Có nhiều khi á, một trong những cái mình có thể quán chiếu để mình tha thứ, mình buông bỏ được cái sự nóng tức, chấp trước, giận dữ của mình là gì? Quán tứ khổ. Sanh, lão, bệnh, tử. Già khổ không? Bệnh khổ không? Chết khổ không? Thì bây giờ hãy quán nó để nó trở thành ra cái lực để giúp mình buông bỏ được. Nè, chết tới nơi, già rồi, bệnh tới rồi,
Đừng có bớt ăn thua đủ đi, bớt những cái đó đi. Quý vị nhớ kỳ rồi và đám tang của chú Lan đó, một chú mà gì đó, vợ đi 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 đám tang về, đám tang chú Lan đi xong về, ông sáng lại ông đông mất, chồng mất. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta nó không phải là một ngày ngày, nó ở trong hơi thở à. Thật ra nhiều khi mình quán vậy đó, biết không? Cái đó gọi là gì? Quán vô thường. Để mình buông được những cái gì mà mình đang chấp trước, đang giận tức cái người kia, thì đó cũng là một cái lực. Hồi đó thầy viện chủ trên Trúc Lâm thầy nói với Pháp Hòa nè, thầy nói khi nào mà mình làm biến tu á, đi vô trong nhà dưỡng lão, vô trong bệnh viện, đi vòng về cái tu gắt à. Biết sao thấy trời ơi, có người ta nằm gục lên gục xuống, có người đủ kiểu bệnh, đủ kiểu nằm đó. Tự nhiên mình về mình thấy có gì nữa đâu mà mình ham với lại muốn rồi cái này cái kia, thí dụ vậy. Cho nên các vị hướng dẫn cho mình nhiều cách để mình thay đổi cái tâm niệm phiền não của mình lắm. Nhưng mà một trong những cái đó là hãy quán vô thường, quán già, quán bệnh, quán chết. Và chính những cái đó nó là cái lực, cái sức mạnh để giúp cho mình vượt qua những cái khổ. Thí dụ bây giờ một người trẻ đó, mình thấy một cái người già, rồi mình sẽ hỏi đâu đâu đây rồi, mình cũng sẽ già. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói về để quý vị quán chiếu nè. Cỡ như quý cô quý chú ở đây đó ha, đỡ lắm đó. Tại vì sao? Tại vì những bậc con của quý vị là cỡ Pháp Hòa đó, ít nhất cũng còn chút gì dính dáng tới Việt Nam. Nhưng mà cỡ cái hàng con của các anh chị mà cỡ Pháp Hòa đó là bắt đầu nó nhạt rồi. Thật ra quý vị tới cái ngày lớn tuổi già thì còn có đám này biết chăm sóc chúng ha, chứ đám này nữa mới khổ nè. Đám này nữa mới khổ nè, nửa già là trong đầu mình phải chuẩn bị cái ngày mình vô trọng mình ở học. Cho nên khi nhiều khi mình thấy như vậy thì các bác mới thấy rằng á, các bác vẫn còn có phước hơn. Rồi bây giờ quý vị đi làm một thời gian, quý vị lãnh được tiền già, chắc gì đến cái đời mà cỡ Pháp Hòa đi xuống nữa là còn có tiền già, chưa chắc. Nếu mà kinh tế, nếu mà cái budget, cái tài chính của chính phủ nó không còn đủ nữa, có thể tiền già nó cũng giảm, hoặc là cắt luôn cũng có thể cắt thì không đâu. Nhưng mà không có phải giàu giàu như hiện nay mà chúng ta đang lãnh. Cho nên bây giờ các bác nào tháng lãnh 1,600 ha, đừng có than nữa nha. Đó, rồi một năm đi Việt Nam 6 tháng lánh tuyết ha. Đó, so với các cụ già bên Mỹ mình hơn à. Bên Mỹ là 29 ngày thôi nha, đi tới ngày thứ 30 là nó cúp tiền già đó. Cho nên Đức Phật nói lại có bốn lực: sanh, già, bệnh, chết. Người dân lại hỏi: vậy Phật sống mãi ở đời không? Phật đáp: ta đây cũng sẽ vào Niết Bàn. Người dân nói: Phật chính là bậc thần thánh, tướng tốt sắc vàng, trong đời ít có, vậy mà còn phải nhập Niết Bàn, huống gì là hàng quan vua thần dân chúng con. 9 ức người cùng một lúc hiểu rõ lời Phật dạy, bèn xin thọ 5 giới, tu 10 điều thiện, quy mạng tam tôn. Tu 5 giới là quý vị biết rồi ha, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tu 10 điều thiện là tu 3 nghiệp, thân, miệng, ý. Thân có 3 điều, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 điều, nói dối, nói lưỡi 2 chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 điều là tham, sân, si. Cộng 3, thân 3, miệng 4, ý 3, cộng lại là 10. Nếu chúng ta dụng cái đó tạo nghiệp thì gọi là tạo nghiệp xấu, nghiệp ác. Nếu chúng ta dụng 10 cái đó trong hàng ngày, chúng ta tạo nghiệp thiện, gọi là 10 thiện nghiệp. Cho nên các Phật tử mà tu thời gian rồi đó, thọ 5 giới rồi, bước lên bước thứ 2 là thọ thập thiện. Thập thiện tức là thọ 10 điều thiện, 10 điều lành. Thay vì mình sát sanh thì mình không sát sanh, và chẳng những không sát sanh mà còn phải phóng sanh. Tu thập thiện là phải tăng vậy đó. Không có trộm cắp mà còn bố thí, không tà hạnh mà tu chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không nói đâm thọc
mà phải nói lời hòa giải, không nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời bánh ít. Lời có ích đó. Không tham là bố thí, muốn không muốn đừng giảm tham thì bố thí. Từ bi, muốn giảm si là phải quán nhân duyên trí tuệ. Người mà giảm được cái si là bởi vì họ thấy được nhân duyên cho nên họ hết si. Không có cái gì ở đời này mà nó không có cái nguyên do của nó. Tại sao chúng ta si mê? Vì chúng ta không thấy được lẽ thật là mê. Còn chúng ta thấy được lẽ thật thì mình hết si. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với anh Phật tử, anh là anh nói thầy ơi giờ con hoang mang lắm. Hỏi hoang mang vụ gì? Bây giờ con lên mạng con coi, con thấy trời ơi quá trời pháp môn. Rồi pháp môn này nói pháp môn kia, pháp môn kia nói pháp môn nọ. Pháp Hòa mới nói cái đó lỗi anh. Anh có quý thầy kế bên, mình muốn cái gì là mình cứ chạy lên thầy mình xác định, là điều thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ suy nghĩ coi, người mà dành nói cái pháp của mình hơn đó, nó thuộc dạng tham. Cái người pháp môn mình đang tu bị người ta chê, nổi sân, nổi giận là thuộc sân. Sân xong rồi tìm cách nói lại là cái gì? Si. Cuối cùng tu hỏng tiếng. Mà vì pháp môn mà làm cho mình tăng cái gì? Tăng tham, tăng sân, tăng si. Tham pháp môn mình hơn, phải không? Mà bị chê thì nổi giận, mà rồi tìm cách nói lại, rồi chê chích, tìm cách này cách kia chỉ trích trở lại là si. Cuối cùng pháp môn giúp cho mình tu để giảm nghiệp, giảm tham, dẫn si, mà không thấy giảm mà thấy tăng. Cho nên không khéo thì pháp môn trở thành, không nhận rõ pháp môn thì pháp môn trở thành con rắn nó cắn mình. Như cái bài kinh Người Bắt Rắn mà hồi trước mình có học vậy đó. Chính đức người cùng một lúc hiểu rõ lời Phật dạy, bèn xin thọ năm giới, tu 10 điều thiện, quy mạng tam tôn. Tam tôn là Phật Pháp Tăng đó. Tất cả những kết giải nhơ nhuốc đều được trừ sạch và họ đều chứng quả tu đà hoàng. Kết giải là gì? Chúng ta cột trói làm cho nó thêm phiền não. Bây giờ mình mở ra được rồi. Cho nên á, chúng ta tụng kinh dược sư cầu an đầu năm á, là một hình thức thắp sáng cái ngọn đèn tâm để tạo chế tác được những cái món thuốc chữa tất cả thứ bệnh của chúng sanh. Nhân cái dịp đầu năm mới là một ý niệm muốn hướng thượng, hướng thiện, giải khổ. Mà khổ nhất của chúng sanh là gì? Là bệnh khổ. Mà bệnh thì mấy thứ? Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Mà chỉ cái gì mới giải được? Chỉ có đèn trí tuệ. Bây giờ anh muốn giúp cho cái người đó chữa bệnh thân, anh cũng phải hiểu bệnh ảnh làm sao mà anh giúp chứ. Anh muốn chữa người đó tâm bệnh làm sao, anh phải hiểu ảnh đang bị cái gì mà giúp chứ. Anh muốn giúp cho anh sửa được cái bệnh si gọi là nghiệp bệnh, cũng phải hiểu giải nghiệp bằng cách nào chứ. Thành thử ra đèn dược sư phải được thắp lên. Cho nên mình thắp đèn nhân đầu năm mới. Đầu năm mà cầu an là tâm muốn hướng thượng, tâm muốn an. Đó là tâm. Mà tâm không thể an nếu hoàn cảnh chưa an. Tâm chưa thể an nếu tâm mình chưa có chịu giải tỏa những quán kết với nhau. Trong lòng mình còn hận thù, còn quán kết thì cầu sao an? Không được. Cho nên phải giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp, giải cho sạch. Giải liễu tức là giải sạch những cái túc duyên nghiệp chướng thì oan trái mới sạch. Tẩy tâm địch lự phát kiền thành. Tẩy tâm tức là rửa tâm. Mà mình thắng được những cái tư duy xấu dở của mình để phát lên cái tâm thành. Hôm nay đối Phật tiền cầu giải kết. Dược sư Phật, dược sư Phật. Tiêu tai duyên thọ, dược sư Phật. Tùy tâm mãn nguyện, dược sư Phật. Bây giờ tôn giả A Nan sửa sang y phục đến trước Phật đảnh lễ và bạch rằng: vua và chính đức người đã gieo trồng công đức gì mà nay nghe kinh được hiểu rõ mau chóng đến thế? Phật dạy: chính do thở xưa thời Phật Câu Lưu Tôn, Câu Lưu Tần, vua và chính đức người này cùng một lúc lập chí tu tập. Trong đó có người thọ năm giới và 10 điều thiện, trì trai, có người thắp đèn đốt hương rải hoa,
có người đọc tụng kinh điển, có người nghe kinh. Chính vì thế mà hôm nay họ vừa nghe pháp thì liền hiểu rõ mau chóng như thế. Các thầy tỳ kheo nghe Phật nói xong vô cùng hoan hỷ, bèn đến trước Phật đảnh lễ. Người ta hỏi, Ngài A Nan hỏi tại sao chín ức người này nghe Phật nói mà cùng hiểu đạo một lúc. Phật nói họ cùng tu. Tao bây giờ ngồi đây ha, có người thì nấu ăn, có người thắp nhang, có người đánh trống, có người thỉnh chuông, cùng một lúc làm thiện. Rồi hôm nay có 5 người phát tâm quy y, nhưng mà từ khi Pháp Hòa về đây đến giờ là mấy chục đợt quy y rồi. Có người có lần quy y 5 người, 3 người vậy đó, không đợt, không biết bao nhiêu đợt. Nhưng mà cùng một tâm hướng thôi. Hướng về ai? Hướng về Phật, hướng Pháp, hướng Tăng, rồi thọ 5 giới. Thì quý vị đều là những người cùng tu tập. Cho nên thế nào rồi mình cũng sẽ gặp nhau ở một cái pháp hội nữa. Vì mình gặp nhau ở pháp hội này, mình sẽ gặp nhau ở những pháp hội khác. Có nhiều lúc Pháp Hòa và quý vị sẽ gặp nhau ở những pháp hội online. Có không? Có ai gặp Pháp Hòa pháp hội online không? Pháp Hòa đi tận qua bên Úc à, mà quý vị chỉ cần dùng 5 thần chưởng lực thôi, Google là có người livestream là mình đang tiếp xúc được với pháp hội trực tiếp ở bên kia. Cho nên giờ trong kinh nói nó đang lộ ra hết. Phật nói pháp ở đâu đó không biết, mà chư thiên các ngõ cõi đều nghe pháp hết. Bây giờ đó, bây giờ một vị thầy nào đang thuyết pháp ở đâu đó mà chỉ cần người nào livestream thôi, cả thế giới đều được dự pháp hội đó hết. Phải không? Như vậy thì Phật nói kinh xong hay là Phật bắt đầu nói pháp, chư thiên chư Bồ Tát ở các nơi vèo vèo vô tới. Mình không tin được, nó trời ơi, cái chỗ có một chút mà chư thiên ở đâu vậy đó. Thì bây giờ cái cảnh giới nó đang có mặt ở đây. Thì nói tóm lại cái bài kinh này, chúng ta cái chủ yếu là nói về sự thần lực. Khi chúng ta dời được một tảng đá thì thần lực này không phải là cái năng lực thần thánh gì cả, mà ở cái năng lực quán chiếu tư duy và tu tập của mỗi người. Nếu mình đủ quán chiếu tư duy tu tập thì tảng đá to chúng ta vẫn dời được. Còn nếu chúng ta không đủ thì chúng ta bị một hòn đá, một hòn sỏi, một viên gạch, nó cũng có thể làm nặng mình. Thưa đại chúng, đại chúng có nghe văn tư tu không? Văn tư tu gọi là tam tuệ học của nhà Phật. Nhưng mà trong ba cái này, cái gì cũng phải có tuệ à nha. Văn phải là văn tuệ, tư phải là tư tuệ, và tu phải là tu tuệ. Cho nên gọi là tam tuệ, chứ không phải bình thường. Nghe mà phải nghe bằng trí tuệ, chứ không phải nghe người ta nói cái gì rồi tin là mình mệt lắm. Đang làm cái gì ta nói bữa nay mùng 5 là bắt đầu mình rầu rồi đó. Mà trước kia đang không có chuyện gì hết là thoải mái vô cùng. Chứ đừng có sợ mùng 5, mùng 7 gì cả. Mình làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện, ngày đó là ngày tốt. Không có một cuốn lịch nào dở ra nó hôm nay đi đòi nợ người ta trả nè, tốt ngày. Hôm nay đi chửi người ta, ta nín, ta không chửi lại đâu. Không có cuốn lịch nào nói kiểu đó hết. Anh làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện là ngày đó là ngày lành tháng tốt. Thôi mong đại chúng nghe bài kinh này rồi chúng ta hiểu được mỗi người chúng ta đều có một tảng đá phải dời. Và dời được hay không là do năng lực, tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí, cha mẹ. Còn không là sanh, già, bệnh, chết. Thôi cái gì nó cản trở mình, buồn hoài cũng vậy phải không? Quán chiếu đi. Thôi bây giờ cái gì trước mắt mình giải quyết trước đi. Lỡ giờ cái này nó mất đi rồi, mình không còn cơ hội nữa thì uổng lắm. Nghĩ như vậy chúng ta buông xả được. Bởi vì người xưa người ta hay dùng những cái hình ảnh để biểu tượng cho một vấn đề. Thí dụ như mình, tại sao mình cúng đèn? Tại vì cái đèn đó là biểu tượng cho ánh sáng. Chỗ nào mà tối có ngọn đèn tới thì chỗ ánh sáng, cái tối đó nó dần tan. Nhiều ánh sáng thì cái phòng đó bớt tối. Còn nếu như mà nó không có đèn thì nó tối. Thì cái tối tâm là tượng trưng cho vô minh, không hiểu biết. Còn ngọn đèn là tượng trưng cho hiểu biết.
Cho nên trong Phật giáo cúng đèn, mình dâng đèn mình cúng là ý muốn nói là trí tuệ, ngọn đèn trí tuệ. Thì cái ngọn đèn đó là biểu tượng. Biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho trí tuệ, cho giác ngộ. Thì cũng như thế, nói Đức Phật đi 7 bước là tượng trưng cho 7 cái sự giác ngộ. Ai muốn giác ngộ hay ai muốn có được cái lề lối tu tập phải nên có 7 cái này để hình thành cái con đường tu tập của mình. Đó là trạch pháp, tinh tấn, chánh niệm, rồi trạch pháp, rồi tinh tấn, rồi hỷ, rồi niệm, rồi định, rồi xả, khinh an, 7 thứ. Cái đó gọi là 7 con đường, 7 cái step, 7 cái bước để cho chúng ta thực hiện sự tu tập giác ngộ của mình. Gọi là thất giác chi. Cho nên 7 đó hoa sen là biểu tượng cho cái đó. Mà tại sao không đi trên hoa hồng, hoa súng mà lại đi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không có nhiễm bùn. Tại vì hoa sen phải từ trong bùn mà lên. Biểu tượng gì? Người tu tập, người mà không còn bị những cái thế gian nó nhiễm ô mình, thì mình ở trong bùn mà ra. Cũng giống mình đi, ví dụ vậy nè. Lẽ ra cuối tuần như vậy là quý vị có quyền đi chơi, đi tiệc tùng, đi ăn uống, đi chơi bài, đi nhảy đầm. Tại sao mình không chọn? Biết bao nhiêu những cái cám dỗ mà tại sao mình không chọn? Mình để chọn đi về chùa à, ngồi suốt hết giờ này tới giờ kia, rồi lại, rồi tụng, rồi bắt nghe đủ thứ hết. Thì mình giống như ở trong bùn mà không có nhiễm. Hay là thậm chí có nhiều người ở nhà người ta ở ngay cái gì? Ở ngay cái khu vực rất là ồn náo, nhưng mà người ta vẫn tu được. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một cái chùa ở Canada mình mua một cái ho, mà cái ho đó đó, cái ho đó đó là cái ho cho người ta mướn, người ta nhảy đầm mỗi tối. Nhưng mà bây giờ mua cái ho đó rồi á, về làm chùa mà ở trên thì làm chùa, mà bây giờ nếu mình không cho mướn cái ho dưới á, thì tiền đâu trả mortgage, trả tiền điện, tiền nước. Cho nên là mỗi tối phải cho người ta mướn cái ho đó, người ta tổ chức party. Trời ơi, mình tới cái chùa mà ở trên mình tụng kinh, ở dưới này nó nhạc disco, nó nhảy rầm rầm rầm, mà cũng phải chịu thôi. Lúc đó trên đó phải mở lo hết ga, tụng kinh cho thiệt lớn để nó trấn áp ở dưới. Nhưng mà không có cho mướn, không có tiền. Phải cho mướn để có tiền trả tiền điện, tiền nước. Mà cái thời đó là Pháp Hòa nghĩ là hơn 20 mấy năm về trước, gần 30 năm trước. Khi Pháp Hòa đến cái chùa, bây giờ mà chúng ta có được cái phương tiện xây chùa rồi đó, đó là sau này, chứ ngày trước là khó lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa mình ở đường, ở dưới Riverdale đó, bị city đuổi. Cô không phải đuổi nữa, mà họ đuổi rồi mình mới mua được cái nhà thờ. Rồi ở dưới nhà thờ đó 5 năm cũ mục, lạnh dơ đủ thứ hết. Rồi quyết định mới đi kiếm chỗ. Mà cái thời gian mà bị city họ cho mình 3 tháng là phải dọn chỗ đó, đi kiếm quá chừng chỗ luôn không ra. Thì có cái đường, một cái ho ở đường 95 nè, nó on sale, nó bán. Rồi Pháp Hòa mới nói thầy diện chủ, thôi mình mua cái ho cái đó đi. Thầy mới nói đâu có được, cái con đường nó phức tạp lắm, con không đi ngang con không thấy, trời ban đêm nó đứng ở trước nó lả lơi nó đủ kiểu hết, mà làm sao mình làm chùa chỗ đó được. Thầy Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy, mình mua gì mình độ nó. Thầy mới nói thầy thấy độ chưa nó, độ chưa được nó mà nó độ con trước. Rồi là mình chưa có dám lăn xả vô trong. Nhưng mà ý nói là nếu mình ở trong một cái cảnh khó mà mình vượt được cái khó, thì tất cả những cái cảnh khó đó là bùn chứ không có gì hết đó. Cho nên người mà vượt được tất cả những cảnh khó để thành tựu được cái gì mà mình mong mỏi, đó là sen. Cho nên đạo Phật hay vẽ hình Đức Phật ngồi trên hoa sen, chứ thực tế đâu có hoa sen nào mình lên ngồi được.
Ở Việt Nam mà có cái chùa mà nó có cái sen mà có cái lá như cái mâm vậy đó. Rồi người ta leo lên đó người ta đứng chụp hình tưởng đâu người ta leo thiệt, ai ngờ dưới nó có cái mâm. Chứ lá nào mà một cái người mà cả trăm phao lên nó nổi. Phải không? Thành thử ra mà nếu có ngồi đi nữa ngồi lá sen thôi. Chứ chưa nổi lên ngồi đạo hoa sen. Cho nên Đức Phật thực tế là Ngài vẫn ngồi trên đất, trên cỏ bình thường thôi. Nhưng mà ý muốn nói rằng một người có tỉnh thức, có giác ngộ thì ngồi đâu cũng giải thoát được, ăn gì cũng giải thoát được. Cho nên vẽ cái hình Ngài ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen. Đó là biểu tượng. Thì Đức Phật á, theo cái nhìn của Bắc Tông á, Đại Thừa là hay fantasy. Đức Phật là từ trung trời đâu xuất xuống, rồi gá vô thai mẹ bằng voi trắng sáu ngà. Rồi theo lịch sử là hoàng hậu Maya đi về quê của mình để hạ sinh. Tại vì theo cái luật Ấn Độ á, một người nữ sắp sửa hạ sinh con đó là phải đi về quê, về quê ngoại, về cha mẹ mình sinh chứ không có sinh bên nhà chồng. Biết tại sao không? Tại sinh ở nhà chồng má chồng cực. Mình đi về nhà má mình nuôi mình kỹ hơn, cho nằm than đồ cho kỹ. Thì hoàng hậu Maya đi trên đường về thì đi ngang cái vườn đó, thấy hơi mệt và hoa cũng đang đẹp, cho nên hoàng hậu mới nói mọi người đi vào đó. Thì trong khi đi vào cái vườn đó thì hoàng hậu đau bụng, chuyển dạ và hạ sinh thái tử ở trong cái vườn Lâm Tỳ Ni đó. Bây giờ cái vườn Lâm Tỳ Ni đó vẫn còn ở Nepal. Mà thưa đại chúng là Ca Tỳ La Vệ không phải là một cái nước, nó chỉ là một bộ tộc thôi. Bây giờ ai mà có dịp mà đi về Lâm Tỳ, cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, nó cũng khúc thôi à, nhỏ lắm. Nó không phải là một cái nước Ca Tỳ La Vệ, mà nói đúng hơn là một kinh thành, một cái bộ tộc nhỏ. Cho nên hay coi là bộ tộc Sakya. Thì cái tướng thứ ba đó là Ngài Giáng Sinh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Cái tướng thứ tư á là Ngài đi xuất gia. Cái tướng thứ tư là Ngài đi xuất gia. Mình học lịch sử thì Ngài dạo thấy người già, người bệnh, người chết đó, rồi Ngài hỏi Sa Nạc chứ mấy người này là ai vậy? Ngài hỏi Sa Nạc mấy người này là ai? Sa Nạc mới trả lời: dạ thưa, đây là người già, rồi qua kia là người bệnh. Thái tử hỏi: bộ chỉ có mấy người này bệnh già thôi? Nếu không, thái tử rồi cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh. Make sense không? Thái tử mà không biết bệnh là gì, thái tử mà không biết già là gì. Vì vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi đó của Ngài đó, Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình, cho tất cả con người chúng ta. Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Mình biết không? Mình biết cái chuyện đó không? Biết. Nhưng mà mình sao? Mình quên. Mình biết nhưng mình quên. Mình quên là mình sẽ già, mình quên là mình sẽ bệnh, mình quên là mình sẽ chết. Cho nên mình ăn thua dữ lắm. Mình hơn thua với nhau dữ lắm. Từng lời, từng chữ, từng câu, từng cái nhìn, cái nói. Cho nên lâu lâu, có người lâu lâu đi thăm bệnh, thấy bác kia, trời ơi, ngày nào con tới con thăm bác còn khỏe, bác nấu ăn cho con. Bữa nay bác ngồi một mình ở ngoài có ho quê, ở ngoài bệnh viện vậy thấy tội. Đi thăm vòng vậy về thấy, trời ơi, rồi đây mình cũng cỡ cỡ này, không còn hơn tệ hơn nữa. Nhiều khi bác còn có phước, con của bác lớn lên ở Việt Nam còn có một chút hiểu cái kiểu Việt Nam chăm sóc, còn con của mình sanh đây lớn đây, mình mà mình hơi lệch lạc một chút là nó cho mình vô cái chỗ già ở cho khỏe, rồi tuần nó tới nó thăm lần, đó là nó thương. Còn mình mà khó chịu với nó, tháng nó tới một lần, thí dụ vậy. Nhìn thấy cảnh đó tự nhiên mình nhắc nhở mình, thật ra chúng sanh mình cái gì cũng biết hết đó. Cho nên hỏi cái gì cũng biết hết mà.
Cái gì cũng biết hết á, nhưng mà có cái điều là mình quên thôi. Nhiều khi mình cứ nghĩ á, già mới chết. Không. Đi đi tới chùa, đi ra làm sao á, nhìn vô mấy cái hình trên bàn thờ đó, rồi mới kiểm ra, ồ, có những người còn trẻ. Rồi mình nghĩ già mới bệnh, không có đâu, trẻ cũng bệnh. Rồi mình có nghĩ là ô bệnh mới chết, dạ không có đâu, nhiều khi không bệnh lăn ra chết. Cho nên lâu lâu mình đi tới mấy cái chỗ đám tang, đi tới mấy cái bàn thờ trong chùa người ta thờ, nhìn thấy. Vậy mình biết rằng đâu phải là người ta nói theo cái tướng thường là già bệnh chết, đó là nói theo cái quy luật căn bản. Nhưng mà ở thế gian thì cũng có những trường hợp không đi theo thứ tự như vậy. Cho nên mình bây giờ mà sống được theo thứ tự nghe, già rồi bệnh rồi chết, đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình chưa già mà đã bệnh, chưa già mà đã chết thì sao đây? Cho nên cái bốn cái tướng đầu tiên nè, bốn tướng đầu tiên là gì? Ở cõi trời xuống, đi vào trong thai mẹ, rồi thấy tướng khổ rồi đi xuất gia. Rồi cái tướng thứ tư là gì? Tu hành hàng phục các ma quân. Bây giờ mình nghiệm coi cuộc đời mình nó cũng giống bốn tướng này không? Mình nhiều khi cũng ở cõi nào xuống chứ đâu phải bình thường đâu, bởi giờ cũng đẹp đẽ. Thì giống như cõi trời xuống vậy. Nhưng mà người ta Phật đi xuống xong rồi Phật giữ cái túc duyên đó. Còn mình xuống xong rồi sao? Chơi, ném đất thử. Ở trong kinh nói chư thiên á, đi xuống cõi đời cõi đây nè, thấy cái mặt đất này lạ quá, bốc đất liếm thử, mất thần thông luôn. Liếm thử xong rồi ở lại ta bà này, bắt đầu tạo nên con người. Có cái câu thơ gì đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế sao ta ở mãi tới bây giờ. Ta chỉ tưởng đâu xuống đây chơi một chốc, mình tưởng đâu mình ở trển rồi mình xuống đây mình đi chơi chút thôi, ai ngờ đâu mình ở mãi đến bây giờ. Ta cứ tưởng đến đây chơi một chút, thế mà ta ở mãi tới bây giờ. Thành thử ra chỗ này là cõi tạm. Nếu mình hiểu được cái này là tạm á, thì mai mốt mình có bỏ cõi tạm này mình không có buồn. Mình đi về quê chứ, tại vì mình có quê hương của mình. Cho nên nhắc mình cõi này là tạm để làm chi biết không? Để đừng có bám nó. Mà thiệt sự đại chúng thấy gì cũng tạm không? Không gì thiệt tạm không à. Mình mới ăn hồi nãy tô bún mà tạm, hồi nãy nói trời no quá, giờ hỏi sao rồi, hơi hơi đói đói rồi. Tạm mà. Nếu mà mình mà sống mà mình không có cái gì nó cũng trường tồn mãi thì mình không có lo. Cho nên cái gì cũng tạm, mượn cái thân này mình sống cũng tạm thôi. Mình đau bệnh đó, mình mượn một viên thuốc, mượn vậy cho nó hết bệnh. Rồi bệnh cái mình đi làm những chuyện tạm khác, cho nên toàn là cái gì đó, mượn nợ với nhau sống cho qua ngày vậy. Tôi bệnh của anh cho tôi mượn 2 viên thuốc rồi tôi khỏe để tôi đi cài. Hỏi cài chi? Tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Là mình mượn hết, mượn chỗ này, mượn chỗ kia, đói, mượn ăn khác, mượn uống. Mua nhà không có tiền, mượn mortgage. Mua xe không có tiền, mượn. Rồi đủ thứ hết. Rồi sợ cái tạm này lỡ đụng người ta, mà đỡ đụng xe. Mình thì không sao, với ông lỡ đụng người ta không có, phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm để làm chi? Để lỡ có chuyện gì có tiền trả. Tạm hết. Thì bây giờ mình thấy rằng Đức Phật có bốn tướng: từ cõi trời xuống thai mẹ, rồi đi xuất gia, rồi hàng phục ma quân. Cũng mình thôi, cũng giống mình vậy. Rồi bây giờ mình ở cõi, mình cũng ở cái cõi vui sướng ha. Ví dụ như mình hồi độc thân sướng không? Sướng không? Sướng, như thấy người ta cầm bó bông rồi đi, thích quá. Cũng đi kiếm với người ta bó bông, cầm bó bông lên xe bông. Trời ơi, xong rồi bây giờ nó trời ơi, bữa hôm bữa con cô có gặp Pháp Hòa mà năm nay cổ 65 tuổi rồi. Cô lên cô khóc, cô nói trời ơi, con mà biết thầy sớm con đâu có khổ như giờ. Hỏi cô biết năm nay Hòa nhiêu tuổi không? Thầy 45 chứ nhiêu. Cô giờ nhiêu? Con 65. Nó gặp sao được gặp.
Cho nên quý vị biết là thường thường là cái gì mình không có là mình muốn cho có. Ví dụ như bây giờ mình đang là một người xuất gia, cuộc sống của mình rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Hồng môn à, thấy người ta cũng có nhà, có cửa, đồ vậy đó, cái xin cởi áo cà sa khoác chiến bào. Khoác chiến bào đi vô trong cái lâm trận, mà hỏi đánh với bao nhiêu ngàn quân địch, đánh với một bà hay đánh với một ông, mà hỏi đánh thắng hay thua, thua mới còn tới giờ nè. Chứ nếu mình thắng mình vô chùa lại rồi, thua. Cho nên mình có hàng phục ma quân mỗi ngày không? Có. Như vậy thì Đức Phật đi xuất gia, chọn con đường tu cũng phải hàng phục với ma quân phiền não. Mỗi người chúng ta, thay vì mình xuất gia thì mình đi xuất giá. Mà mình xuất giá, mình lâm vào cái cõi đời, có gia đình, rồi vợ chồng con cái sự nghiệp, rồi đi vô hãng làm, mình có bao nhiêu ma để mình đấu không? Có không? Có. Cho nên cái chuyện hàng ma là chuyện có thật, chứ không phải chuyện đó là chuyện của mỗi người, chứ không phải chuyện riêng của Thái tử Siddhartha. Mỗi ngày mình có bao nhiêu những cái chướng ngại nó đến với mình không? Có chứ. Muốn giữ được hạnh phúc vợ chồng đâu phải bình thường đâu. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình có con, đâu phải mình nuôi con là dễ được đâu. Rồi dạy nó làm sao? Có nhiều người nuôi con thì được, mà dạy con không được. Rồi có người mình dạy nó được gốc này, mình không được gốc kia. Rồi trong ba đứa con, đứa thì nghe lời, đứa thì ngỗ nghịch, đủ thứ hết. Cho nên mỗi ngày biết bao nhiêu thứ, nó như những mũi tên nó đến với mình. Mình như là một cái người muốn tu lắm, nhưng mà ở đời hễ mình chọn một cái gì rồi thì mình phải có những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ bây giờ mình không xuất gia, mình xuất gia. Đi xuất gia dễ không? Đâu có khó gì đâu, có 1 tiếng đồng hồ xong rồi. Mà bây giờ nó còn lẹ nữa, tông đơ nó ghim điện vô 5 phút là xong rồi, đâu có khó. Như vậy thì cái, thưa đại chúng, cái đó chỉ là lễ thôi, lễ xuất gia thôi. Còn nếu mình làm một người xuất gia thật sự á, khó lắm. Chỉ cần mình mà được đời mình mà lên hương chút thôi, là mình tưởng là mình lên trên không à. Thành ra mình sống với cái cao ngạo của mình, mình sống với cái ngã của mình. Ví dụ như mình còn là tập sự, mình chưa là người tu, mà mình được làm người tu, cái mình tưởng đâu là mình số 1. Mình làm sa di, rồi cái mai mốt mình ráng tu, toàn là ráng tu để làm chưa, để lên chức. Tôi ráng tu để tôi lên chức làm tỳ kheo. Tôi lên chức để tôi làm thầy, làm sư cô. Tưởng đâu mình lên chức đó là mình để mình tu, chứ đâu phải là mình lên cái chức đó để mình đi la rầy thiên hạ. Cho nên nếu mình không thắng được cái con ma ngã mạn đó, đó, chính con ma đó nó hại đời mình. Người ta thấy mình đâu người ta né đó. Lẽ ra người ta thấy mình, người ta nói trời ơi, tam sinh hữu hạnh. Thấy tướng của thầy, nghe danh của thầy, con phát tâm con tu. Giờ làm sao ta thấy tướng mình cho ta né qua tướng chỗ khác. Ta nghe tin mình ta rùng cái rồi ta nhắm mắt, rồi ta nhập định, ta không dám ngó. Rồi tiêu rồi. Cho nên hàng phục ma quân. Chữ ma đó, và quý vị biết ngày xưa Thái tử Siddhartha phải trải qua rất nhiều khó khăn để chống với ma. Mà mình cứ tưởng đâu là ngày ngồi cái có con nào nó tới nó cầm cái chĩa nó hà hiếp mày, nó nói đứng dậy khỏi cây bồ đề này. Không phải mấy cái con ma đó, mà con ma ở trong lòng. Cuối cùng á, nó hiện ra cái tướng tình cảm là hoàng hậu nè, là gia du đà la nè, là la hầu la nè. Đôi khi mình ngồi thiền những cái đó nó cũng sinh khởi. Cũng giống như cái chú tiểu mà bị thầy ông la đó. La chú tiểu xong rồi chú buồn quá, chú ngồi chú suy nghĩ. Chú nói trời ơi,
tôi mà đem, tôi mà có cái sấp vải ha, tôi đem ra đường tôi bán, tôi rồi xong rồi tôi mua bày dịch, tôi chăn, tôi chăn cái tôi trở thành tiểu phú. Tiểu phú cái mấy cô trong xóm tôi thấy tôi giàu có đẹp trai cái tới bu tôi, cái tôi cưới một cô, tôi cưới một cô, cái tôi có một bầy con, tôi dẫn lên tôi khoe với ông thầy để ổng tôi bỉ ổng. Ổng nói tôi, hồi tôi ở làm chùa, tôi làm chú tiểu, ổng cứ la tôi hoài, xí bữa nay ông thấy chưa. Ông đừng có tưởng tôi bây giờ cũng có một bầy nè. Rồi cái hai vợ chồng đang trên đường đi tới định gặp ông thầy khoe đứa con, dành tới dành lui sao đứa con nó rớt xuống đất. Ổng tức cái mình, ổng nói con vợ mất nết, ổng lấy cái cây ổng đánh con vợ cái, ai ngờ ổng đánh nhầm đầu ông thầy. Tại vì ổng đang đứng hầu thầy, ổng đang đứng hầu thầy, rồi tự ổng cái tâm tư ổng suy nghĩ, ổng bây giờ ổng ra đời ha, là ổng có vợ có con kiểu này kiểu kia vậy đó. Tới hồi mà ổng giật mình là ổng đang đánh, ổng đánh vợ ổng, mà thì ra ổng đánh thầy. Nhưng mà thầy biết ổng đang suy nghĩ gì, ông thầy xoay qua ông thầy nói con không có đánh trúng con vợ con đâu, con đánh trúng thầy nè. Thì thưa đại chúng, là nói là Đức Phật có bốn tướng ở cõi trời, vào trong thai mẹ, rồi đi xuất gia học đạo, rồi hàng phục ma quân, y như mình không? Mình cũng vậy thôi. Đó, rồi mình cũng ở cõi nào đó, rồi cũng đi vào trong lòng mẹ, rồi mình sinh ra, rồi mình lớn lên. Có những lúc mình thấy đường tu cũng thích lắm, nhưng mà mình thích một chút thôi, rồi mình thấy cái cuộc sống gia đình người ta cũng có xe hơi đồ nội thứ hết, mình thích hơn, mình đi vào cái đó. Rồi hay là mình chọn con đường mình đi tu, nhưng mà mình nghĩ đó, mình nhớ là đi tu không phải chỉ để cầu nhàn. Hôm rồi Pháp Hòa có làm bốn câu thơ: bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình cứ ra, mình cứ rên, trời ơi tôi cực quá, tôi khổ quá, tôi bận quá. Nhưng mà cái bận rộn của mình là cái bận rộn của Phật Pháp. Làm gì làm mình cũng lẩn quẩn trong Phật Pháp, không có phiền não, không có khổ. Quý vị thấy từ sáng giờ Pháp Hòa có ngơi không? Bận rộn, nhưng mà cái tâm mình nó đâu có rời Phật Pháp đâu. Vậy thì bận rộn mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Đừng nghĩ rằng mình tu là mình chỉ ôm sách đi học, ngồi uống trà thưởng nguyệt, có đạo hữu nào tới nói vài câu chuyện thiền nghe chơi, rồi cái dưới lắc cái rang, cái mình xuống mình ngồi bưng cơm rồi mình ăn, ăn xong rồi đứng dậy cái có người dọn chén. Không phải cái đó. Nếu muốn được cái đó thì cũng phải một quá trình chứ không phải bình thường. Nhưng mà thưa, nếu mà mình sống mà mình không có gì làm á, chán không? Chán lắm. Tu phải có việc làm. Mà cái việc làm của mình á, nếu mà mình biết tu tập thì mỗi mỗi đều là cái thực tập cho mình hết. Hồi nãy á, khi mà đi thiền hành á, thì cái đèn mà quý vị cầm trên tay á, là nó đèn bằng sáp. Cho nên khi nó độ nóng mà nó nhiều rồi đó, nó sẽ chảy sáp ra. Và nếu mà mình đi mà mình lơ là một chút á, thì ngọn đèn nó tắt liền. Cho nên mình phải đi từng bước, đi rất cẩn thận. Trong khi đi như vậy đó, thì Pháp Hòa mới nhớ một câu chuyện. Ngày xưa có một cái cô Phật tử đó, cô mới tới chùa. Cô nói thầy ơi, con xin phép thầy con nghỉ đi chùa. Con đi chùa phiền não quá. Con làm công quả mà con phiền não quá. Con phiền não người này, con phiền não người kia. Thôi thầy cho phép con đi về, con ở nhà con tu. Phật đâu cũng Phật mà, đâu phải chùa mới có Phật. Thì ông thầy nói thôi được rồi, bây giờ con chỉ cần làm một việc giùm thầy thôi, rồi thầy sẽ đồng ý cho con. Thầy thấy con đủ năng lực về tu ở nhà. Ông thầy mới đưa cho một cái chén nước đầy.
Ông thầy mới nói bây giờ con đi từ ở cái phòng của thầy nè, con đi lên trên chánh điện, xong rồi con trở về đây mà không có một giọt nước nào nó lệch ra ngoài. Thì cái cô Phật tử đó nghe lời, nói chuyện gì chứ dễ. Cổ mới bưng cái chén nước đó cô đi, đi từ ở phòng thầy ra tới chánh điện, về tới đây. Thầy hỏi có đổ nước không con? Nói dạ không. Con chắc không? Rồi trên đường con có thấy bà Hai không? Không, con thấy bà Hai nào đâu. Con có thấy mà cái bà mà hôm qua dẹp dẹp đồ của con, giấu đồ của con không cho con nấu không? Không, con không thấy. Con thấy là con giật bà rồi. À, thầy, ông thầy hỏi những bà, những người mà bà ghét đó, bà không thấy ai hết trơn á. Thì bà thầy hỏi tại sao con không thấy? Thì con lo con chú ý cái ly nước này thôi, nó đổ làm sao. À, ông thầy nói rồi, vậy là con tu được rồi. Nếu mà con tu mà con chỉ một mực con giống như con nhìn vô chén nước này thì con giờ nữa đâu để con nhìn người khác, để con thấy người này là sai, người kia là quấy. Quý vị thấy câu chuyện hay không? Chờ nãy đi đi cầm cái đèn đó vậy đó, đi tới cái góc này cái tự nhiên trong đầu và nó nhớ lại cái câu chuyện đó. Tại vì lúc mình đi, mình cầm đi rất là cẩn thận. Mình lệch một cái là đèn nó tắt, sáp nó đổ. Chứ đi cẩn thận. Thì mình tu cũng giống như ông thầy chỉ cho mình vậy. Nếu mà con chỉ lo chú tâm cái chuyện tu hành của con, thì làm gì con thấy người này sai, người này lỗi. Cho nên là nãy đi, ông thầy hỏi thấy cái bà Năm hôm qua giấu bịch đồ của con không? Không thấy. Tại sao không thấy? Bà đó đi ngang rõ ràng mà. Nhưng mà tại vì tâm con lo chú ý cái chung nước của con sợ đổ rồi, con không thấy ai nữa hết. Lấy câu chuyện đó bỏ túi đi. Mỗi người mình phải chánh niệm cái việc của mình. Ai cũng có việc của mình để phải quan tâm, để chánh niệm hết. Thì mình tu như vậy á, mình sẽ sớm thành đạo. Dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Ma quân đây không phải là bà Năm đó, bà không phải là ma nha. Nhưng mà nếu cho dù bà là ma, mình cũng phải cảm ơn bà Năm ma. Tại vì nhờ bà mà mình thành đạo. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật đi tu mà hàng phục ma quân cũng là chuyện của mỗi người chúng ta đây. Mình đi vô hạn á, chỉ muốn yên thân làm việc kiếm tiền sống thôi, chưa chắc đã yên à. Người sếp có thể làm khó mình, đồng nghiệp có thể ganh tị với mình, nói xấu nói tốt mình, vân vân, khó lắm. Cho nên đừng nghĩ ở ngoài đời khổ, giờ chạy vô chùa kiếm vui, nhiều khi khổ hơn nữa. Tại không biết tu thì nó khổ thôi, chứ không phải tu khổ nha. Nói vậy rồi không ai dám tu. Thật ra tu có an lạc. Nhưng mà với điều kiện là mình phải biết mình tu. Còn ví dụ cái tướng mình ta nhìn, ô tướng này là tướng tu. Nhiều khi người ta thấy cái tướng đó thôi mà tại nhìn chưa kỹ đó. Người ta nhìn kỹ người ta thấy mình trang điểm chưa có khéo, vẽ môi lèm lum, vẽ mắt lèm lum, kẻ chân mày cũng đều. Giống như ta nhìn đi ngang một người đẹp, ta nói ô đẹp, nhưng mà ta nhìn kỹ rồi chân mày vẽ cũng đều. Thì cái người tu mình cũng vậy. Ta đi ngang có thể ta nhìn ở tướng tu, nhưng mà ta nhìn kỹ nó còn sót. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Giống như nhìn cái tướng đẹp một người, ta nhìn đẹp. Đây nói chuyện nhỏ thôi nha. Bữa đó Pháp Hòa nhờ một chú trải cho cái khăn bàn. Ông trải khăn bàn xong rồi cái cũng lên làm lễ rồi ngon lành vậy. Gần cuối lễ Pháp Hòa mới thấy cái khăn bàn trái. Pháp Hòa xuống và mới nói, hồi nãy con thầy nhờ con trải cái khăn bàn, con trải nó mặt trái. Thật ra đâu ai biết đâu.
Nhưng mà tự mình thiếu một cái chánh niệm là mình trải cái khăn bàn mà trái phải mình không hay. Chứ còn con thấy không, suốt buổi lễ đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà mình trải mình không biết. Có nhiều khi mình đi xuất gia gieo duyên là tới giờ lo ngồi nói chuyện, ôi từ từ đi bà ơi, sắp hàng lâu lắm. Tới hồi mà kẹt quá rồi cái lấy cái y tròn vô đại, đâu mặc áo tràng đâu, mặc nguyên áo thun đi ra. Mà đi ra mấy cái đó là con mắt Pháp Hòa nó nhìn biết liền à. Tại vì mình sắm tuồng mấy chục năm rồi, ai sắm không đủ tuồng, mặc đồ không đủ bộ là mình nhìn mình biết liền. Nó sao sao cô mặc cái áo thun, đâu có con áo tràng đàng hoàng, trạng đâu này chồng. Áo thun cổ chồng. Thì phải qua ví dụ vậy đó. Cho nên tại sao ngày xưa mà các vị mình học làm sa di, các vị dặn mình trước khi ra khỏi nhà vệ sinh phải ngó lại, nhìn xuống cái áo ngay chưa, nhớ kéo mấy cái vạt áo ra khỏi cái lưng quần, kéo lên xong rồi đi ra te te vậy dính cục ăn sao. Mà nếu mà ông thầy mà một Phật tử nữ nào tới nói thầy thầy để con kéo giùm thầy ra, quê chết. Còn nếu một sư cô mà gặp một chú như Phật tử nào nói sư cô đứng lại để con kéo, còn quê dữ nữa. Cho nên có cái bài kệ chỉnh y thúc đới. Chỉnh, chỉnh là mình sửa, chỉnh cái áo. Thúc đới là mình cột cái lưng quần. Cái ngày xưa là cái quần mặc đó là dây gút. Chỉnh y thúc đới, cầu cho chúng sanh là đương nguyện chúng sanh. Kiểm thúc thiện căn, kiểm soát cái căn lành, bất linh tán thất, không để nó đi mất, không để nó rơi rớt, không để nó mất. Cho hồi xưa đi chùa mà ngồi cái thời mà mặc quần còn gút dây á, lúc ngồi thiền á, ngồi xuống rồi tháo dây ra. Biết gì không? Để dễ thở. Để dễ thở chứ nó gút cứng ngắc vậy sao thở. Nhưng mà nhớ đứng dậy nhớ cột. Cho nên khi nào mà ngồi thiền, xả thiền xong rồi, cái chuyện đầu tiên là gút cái dây quần lại. Hồi đó là ở chùa là mặc quần lá nem. Quý vị nào xưa mới biết cái quần lá nem mà. Cái quần nó thoải mái lắm, nó rộng lắm. Còn giờ lá chuối không à. Thì Pháp Hòa nói là Đức Phật có bốn tướng, phải không? Rồi bây giờ bốn tướng kế của Ngài là gì? Hàng phục rồi gì nữa? Thành đạo. Thành đạo rồi gì nữa? Chuyển pháp luân. Thành đạo rồi chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân rồi làm gì nữa? Nhập niết bàn. Như vậy thì mỗi người chúng ta cũng có thể giống này nè. Khi mình hàng phục được ma quân thì mình thành tựu được cái đời tu của mình hay cuộc sống của mình. Nhưng mà xong rồi thì mình chuyển. Chuyển là mình xoay. Pháp là bánh xe pháp, luân là bánh xe. Chuyển cái bánh xe pháp đó, mình làm sao cho Phật pháp không có dứt. Đó là bổn phận của mình. Cũng giống như ở gia đình mình á, gia đình mình sống bằng cái nghề làm bánh gì đó, hết đời cha mình truyền xuống cho đời con, con truyền xuống cho đời cháu, để cái món ăn đó, cái công thức đó không bị mất. Bổn phận của mình cũng vậy. Bổn phận của mình cũng phải chuyển pháp luôn, làm sao cho Phật pháp không có bị đứt đoạn. Gần đây đi đám tang là Pháp Hòa hay giải thích tại sao mình phải bày mâm cơm mình cúng ông bà, tại sao mình phải thờ cái hình, tại sao mình phải để chiếc khăn tang. Và đại chúng cũng đồng ý rằng nếu như mà trong gia đình mình không còn cái bàn thờ tổ tiên thì coi như là xong rồi đó. Bởi vì mình biết cái ông đó là tên gì,
Nhưng mà con mình chắc gì nó biết. Bây giờ quý vị về hỏi con mình coi nó biết ông nội nó tên họ là gì không? Có đứa biết mà có đứa không. Tại vì mình có bao giờ mình nhắc tới đâu. Phải không nè? Rồi bây giờ quý vị nghĩ con mình thôi mà nó không biết thì chắc gì cháu nó biết. Thành thử ra khi mình qua đời rồi sắp hình đó, tổ tiên còn nguyên nhưng mà không ai biết ông này tên gì và ở đâu hết. Phải không? Vừa rồi Pháp Hòa đi đến một cái chùa thì trên bàn thờ để hình các tổ thờ mà không có để hiệu của các ngài. Thì Pháp Hòa mới đố quý sư cô, hãy đố quý sư cô biết quý hòa thượng này hiểu gì không. Quý sư cô nói con cũng biết đó. Con về ở chùa này con thấy họ để thờ, con để thờ luôn. Nhưng mà sư cô không có tìm hiểu có ông này tới ông cụ này tên gì. Nói dạ không. Pháp Hòa nói thiếu sót đó. Mình là người tiếp nối cái chùa mình thờ mà, mình phải biết cái ông tổ này, hình này. Mặc dù không có dính dáng gì tới ngôi chùa này, nhưng mà các tổ này là gốc từ Việt Nam. Mình là con cháu Phật giáo Việt Nam mà, mình phải biết hình của các tổ đó tên gì. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì cũng giống như trong gia đình mình vậy. Mặc dù mình biết cái gì cũng tạm hết á, nhưng mà tùy ở mọi cái khía cạnh chúng ta nói chuyện. Nếu chúng ta đang nói ở hiện đời này thì chúng ta phải đi theo cái bài bản của cõi đời. Ví dụ như Đức Phật thị hiện cõi đời này thì Đức Phật cũng có gia đình, rồi tu hành thế này thế kia. Rồi ngày nay chúng ta cũng theo con đường đó đi tu, rồi học đạo, rồi chuyển pháp vân vân. Cho nên bổn phận của chúng ta cũng phải làm điều đó. Nếu ở cái vượt, nếu mà ở cái ngoài xuất thế gian vượt ngôn ngữ thì không có gì để nói hết á. Tại vì nói cái gì cũng trật hết á. Cho nên nói cái gì cũng không trúng mới trúng. Tại vì lời nào mình nói ra nó cũng chỉ là tạm thôi. Và nếu có trúng đi nữa, nó trúng ở một góc độ nào, một con người nào, cái hoàn cảnh nào, một thời gian nào, chứ chưa hoàn toàn trúng. Cho nên nói cái gì cũng trật mới trúng. Cho nên nếu mà mình nói là mình vượt ngoài cái tướng thì không danh không tướng, không gì hết. Tại vì danh nó cũng là tạm, tướng nó cũng là tướng tạm. Thì danh nó là tạm, tướng tạm. Thì hiện nay chúng ta đang ở sống ở cõi đời tạm thì chúng ta cũng phải biết những cái tạm. Không biết sao được, không biết nó hư chuyện sao. Cho nên dù cõi đời tạm và chúng ta đang ở sống ở đời tạm thì chúng ta cũng tạm nói cái tạm. Và nói cái thật đi nữa cũng là tạm nói thôi. Tại vì có những người chưa thấu được chân lý. Và có những gì chúng ta mượn để giải thích chân lý cũng là tạm. Tại vì chân lý thì chỉ nhìn nhận, cảm nhận mà không thể giải thích. Mà có giải thích, lấy ngôn ngữ bình thường để giải thích chân lý cũng là tạm. Ví dụ giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa kể đại chúng nghe tu vui làm sao. Pháp Hòa nói đâu có được. Tại vì quý vị khi nào quý vị vô tu, quý vị trong chùa, quý vị cảm nhận được cái an lạc đó. Chứ còn bây giờ Pháp Hòa có nói cỡ nào quý vị cũng có chỉ có khái niệm chứ chưa biết an lạc ra làm sao. Cho nên nói rằng mỗi Đức Phật có 3, có 8 tướng để thành đạo. 8 tướng đó là từ cõi trời, đi vào thai mẹ, đản sinh, rồi gì nữa, rồi xuất gia tìm đạo, rồi thành đạo, hàng phục ma quân đó. Thấy không? Rồi thứ sáu là thành đạo, thứ bảy là chuyển pháp luân, thứ tám là nhập niết bàn. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng sẽ có ngày đi tới cái khúc cuối đó là chúng ta buông bỏ. Niết bàn là gì? Không phải là Đức Phật chỉ khi mà mất Đức Phật mới nhập niết bàn, mà thật sự Đức Phật lúc nào cũng ở trong niết bàn. Vì niết bàn nghĩa là gì? Là một trạng thái an lạc chứ không có gì hết. Khi nào chúng ta có an lạc, chúng ta có niết bàn. Cho nên bữa Pháp Hòa làm 4 cái câu nãy Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe đó. Bận rộn mà rảnh rang,
tu không phải để nhàn, giây phút nào không phí, giây phút đó niết bàn. Vì có nhiều khi mình sống nguyên ngày mà mình phí hết 24 tiếng. Cho nên sống thọ hay là sống ngắn không quan trọng. Quan trọng là sống có an lạc, có hưởng được cái niết bàn trong khi mình sống. Có nhiều người vô tu một ngày chứ ở có nửa buổi à, nửa ngày thôi, nhưng mà nửa ngày an lạc. Cho nên đó, đối với Đức Phật cũng có tám tướng như thế, chúng ta cũng có tám tướng như thế. Nhưng mà Đức Phật thì gọi là thị hiện, còn mình là hình như là gì, biểu diễn thiệt không à. Mình giận thiệt, mình tức thiệt, vân vân. Nhưng mà theo cái nhìn của, đây là nói về mặt lịch sử, bên Nam truyền là nói bốn thôi: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Cho nên bây giờ bên Ấn Độ còn bốn thánh tích chính: đản sinh Vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng Bút Gaya, chuyển pháp luân ở Ba La Nại Varanasi, và niết bàn ở Kautina Kushinaga. Thì Đức Phật chính, điểm chính là bốn cổ: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Còn nói phụ, nói theo cái phụ thêm á, là nói từ khỏi trời, gá vào bụng, rồi đi xuất gia, hay là rồi gì nữa, hàng phục ma quân. Đó là bốn cái tướng phụ. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta thành tựu một cái gì, không phải tự nhiên mà chúng ta thành được, mà chúng ta không phải trải qua những thời gian công phu tu tập. Khi mình tu á, có rất nhiều những cái chướng ngại. Nhưng mà nói như vậy nó thôi, vậy thôi khỏi tu, tại tu mới gặp chướng ngại. Không tu cũng gặp chướng ngại như thường. Nhưng mà có điều, mình tu mình biết nó. Mình biết nó là chướng ngại, là thị hiện để thử mình, cho cố gắng mình vượt. Còn nếu mình không biết cái đó đó, thì mình lăn xả với nó, thì mình sẽ mau chết mà chưa thành tựu được cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ á, ai ghiền cờ bạc, thì cái người mà người ta ghiền thiệt á, thì người ta nói là sao, phải không? Tôi đánh bài, tôi gỡ lượt, tôi thắng. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình nói cái này là con ma nó cám dỗ mình. Xưa nay không ai giàu mà do đánh bài hết á, mà toàn là tán gia bại sản, gia đình mất hạnh phúc, ly tán, tất cả đều do cờ bạc. Thì cái người tỉnh nó đó vượt nó. Thì mê thì giống nhau hết á, nhưng mà giữa khác với người mê và người tỉnh là người tỉnh biết nó cho nên hết mê, còn người mê thấy nó vẫn mê cho nên không tỉnh. Vậy thôi. Cũng giống như mình là người lớn nè, mình là người lớn, mình biết xài tiền, mình thấy mấy cái tiền giả giấy in 50, 30, 100 biết là giả, cho nên đó, trong khi chơi cái môn đó, lấy cái tiền đó đổi chát thôi. Nhưng mà hãy nói thôi, nghỉ chơi, dục một đống tiền nó xuống, không hề tiếc rẻ gì hết. Còn con nít đó, nó tiếc, nó nói tiền của nó đem nó cất. Vì sao? Vì nó là con nít, nó tưởng nó là thật. Còn mình là người lớn, mình nhận cái đó là tiền giả. Nhưng mà trong khi chơi là tranh đấu để từng đồng tờ giấy đó. Nhưng mà hãy nói thôi, nghĩ tới giờ đi ăn cơm, là người lớn đứng dậy xả cái một, không có gì tiếc rẻ hết. Còn mình thì tiếc, rồi thì mấy đứa nó thì tiếc, thì chúng ta cũng vậy thôi. Đức Phật nhìn người giác ngộ là nhìn những cái sai đó, buông xả cái một, còn mình tiếc, thương rồi cầm nắm cái đó, cho nên mình không buông được. Ví dụ như có một cái thầy đó, thấy mấy đứa nhỏ nó vô, nó nói tụi con giận nhau. Thầy mới dẫn ba đứa đó ra, thầy nói bây giờ ba đứa viết ba chữ nha: tôi giận lắm,
một đứa viết ở nước, một đứa viết ở cát, một đứa viết ở đá. Thì cái đứa mà viết ở nước viết tôi giận lắm, nhưng mà rốt cuộc không có chữ nào ra hết á. Còn cái đứa mà viết ở cát á, nó viết thành chữ luôn, tôi giận lắm, nhưng mà sóng vỗ vô cái cát tan hết. Còn cái đứa mà viết ở trên đá đó, mãi hằn khắc cái chữ đó. Thì ông thầy cũng nói, người giận cũng vậy, có ba dạng người giận. Có người giận ào ào nói xong rồi thôi, giống như chữ viết trên nước vậy. Có người giận như chữ viết trên cát vậy đó, chút xíu rồi nguội, hoặc là ngày hôm sau là xong. Hoặc là thậm chí người đó tới xin lỗi một tiếng là què. Nhưng mà có những người giận như chữ viết trên đá, khắc chữ rồi thì không phải được. Có không? À, có. Vì vậy cho nên mới hận thù đó, mới ghét bỏ nhau đó. Chứ còn nếu mà mình tập viết chữ như trên cát đi, thôi nói nước thì khó quá, thôi viết cát đi cũng được nữa. Chừng 2 đêm cũng được đi, 3 đêm là cũng được đi. Đó, như mình viết trên đá là mình khổ quá rồi. Cho nên hồi xưa Phật dạy á, người tu không giận cách đêm, tăng hận bất cách túc. Người tu không giận qua đêm. Còn giờ mình nói không, tại con có freezer, con cất. Phật nói cất chặt tủ, nó yên tâm, con mua cái tủ bự lắm. Cái nào ăn cái nào mà đứa nào con ghét, con để freezer con cất kỹ. Con còn để luôn, viết chữ lên luôn, biết chữ label để đừng ai đụng. Cục giận này của tôi. Thì thôi, thì tối hôm nay nhân cái lễ Phật thành đạo, Pháp Hoa xin nhắc lại với đại chúng là 8 tướng thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà 8 tướng đó chúng ta quán lại thì chúng ta thấy cũng giống như 8 tướng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống của con người mình vậy. Và cái cuối cùng của chúng ta là, đừng có quên ha, cái cuối cùng của mình là đi về cái cõi yên lặng. Cõi yên lặng là gì? Niết gì? Niết bàn. Phải không? Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ ngây đơ im lặng hết á. Nhưng mà có những người, người ta ngây đơ im lặng mỉm cười, còn mình ngây đơ im lặng mà nheo nhó, không biết nó đem tôi đi đâu đây. Ai cũng đi tới cái chỗ im lặng đó. Thôi thì trước khi chấm dứt thì Pháp Hòa cũng mong đại chúng, chúng ta cũng nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy Pháp Hòa thưa, để chúng ta làm cái bài học cho chính mình. Ai cũng sẽ có một chánh niệm để quan tâm tới công việc của mình. Ví dụ mình tu thì mình cứ lo hết lòng mình tu, thì những cái lặt vặt đó nó không đủ khả năng để nó lôi kéo mình. Quý vị làm từ thiện cũng thế, chưa chắc làm từ thiện mà người ta khen đâu. Mình làm từ thiện vậy chứ người ta cũng nghi á. Không biết có nuốt bớt không, không biết có ăn chặn bớt không. Thành thử ra nếu mà mình nghe mấy cái đó mà mình không có chú tâm việc của mình á, mình có thiện thiệt không? Nếu thiện thiệt là đâu có buồn, phải không? Còn nếu mình không thiện cái bắt đầu nói trời ơi, tôi mà ăn gì tôi nuốt. Nguy hiểm quá. Thôi mong đại chúng chúng ta cố gắng mà để đúng với cái điều mà chúng ta phát nguyện với Đức Phật ngày hôm nay, phải không? Là mình mỗi người tự thắp một ngọn đèn soi sáng cho chính mình. Vì chỉ có khi nào mình tự mình soi sáng với chính mình thì mình mới có thể chỉnh sửa được bản thân mình thôi. Người ta có sửa mình á, nhớ là người ta sửa theo cái đẹp của người ta nha. Quý vị hiểu ý vậy đó. Còn mình mới là sửa đẹp theo chính cái mình muốn. Thì được như vậy thì sự tu hành của mình nó không có bị nó không có bị dở dang, nó không có bị uổng phí đi. Ngày nào mình cũng làm cái điều đó mà nó không có kết quả được tốt.